Rồi mấy chị vào like chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Sẽ rồi mấy chị vào like chia sẻ giùm em nè. Mấy chị ơi, mấy chị nào muốn lên gì hôm nay mấy chị cứ báo em để em lên mấy chị lựa nha. Rồi ok nè, đồ lam hôm nay em sale đồ lam luôn ha, em sale tri ân đầu like cho những chị nào có những logo mình chia sẻ ha. Em còn một cây không ạ? Rồi em còn size tầm có 70kg đổ về, em còn size từ 70kg đổ về. Em chốt cho những chị nào có hiện logo người chia sẻ, ghi giùm em mã hai bộ 150 giùm em. Em tặng cho mấy chị luôn, ngẫu nhiên màu nha, không cho lựa màu mấy chị nha, tại vì em bán lỗ rồi, em bán đầu like chi ân bán lỗ rồi, nên em chỉ bán, em chỉ bán cho những chị nào có hiện logo người chia sẻ. Và em sẽ chọn ra màu tối hoặc màu sáng, mấy chị ghi giùm em màu tối hoặc màu sáng để em lấy mấy chị ngẫu nhiên nha. Rồi mấy chị nào mà muốn được tặng quà mấy chị chia sẻ lên giùm em đi mấy chị. Muốn được tặng quà chia sẻ lên giúp em nha. Chị nào đang xem like em mấy chị chấm chia sẻ lên cho em đi mấy chị, để em thấy mấy chị nè. Rồi em chào chị Trúc Linh nè. Rồi em chào chị Trúc Linh nha. Chị nào đang theo dõi like của em mấy chị chấm giùm em đi mấy chị. Chấm lên để em thấy mấy chị nha. Ủa sao bữa nay không thấy ai vô vậy ta? Rồi mấy chị vào like chia sẻ giùm em đi mấy chị, để em lên đồ nè. Rồi em lên em tặng đầu like. Chị nào đang xem like em mấy chị chấm giùm em xin một nút chia sẻ đi mấy chị. Chấm lên giùm em một nút chia sẻ nè. Tương tác với em mấy chị nha. Rồi em sale cho mấy chị bộ này 150 hai bộ, tính ra nhiêu bộ ta, tính ra mà có 70-75 nghìn bộ thôi đó, mà mấy chị mua được một bộ rồi nè, cực kỳ đẹp luôn, thiêu luôn mấy chị nha. Em sale lỗ bộ này luôn, sale lỗ cho những chị nào mà có số cân 70kg đổ về, có hiện logo người chia sẻ nha. Đó mấy chị về mấy chị bán một bộ 100, 101, 120 người ta cũng mua nữa mấy chị đó. Những món này rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị, ủa chia sẻ chưa? Rồi vào like chia sẻ giúp em đi mấy chị. Vào like chia sẻ giùm em nha. Chị nào đang xem like em mấy chị chấm giùm em xin một nút chia sẻ thôi mấy chị.
Rồi nhanh tay chia sẻ lên giùm em. Rồi chị nào muốn mua mẫu mẫu này mấy chị cứ báo giùm em ha. Cái này là đồ lam mấy chị, đồ lam mặc nhà hay là mặc đi đi đâu cũng được hết ha. Em chào chị Nguyễn Phượng nè. Em chào chị Hồng Phượng luôn. Rồi em chào chị Trúc Linh nè. Rồi em chào mấy chị nha. Chị nào đang xem livestream của em mấy chị chấm giùm em. Em chi ơn đầu like cho mấy chị bộ này 150 hai bộ. Được chưa? 150 hai bộ rồi em bán giá lỗ rồi. Nên chị nào mà muốn chốt mấy chị phải hiện logo người chia sẻ giùm em. Phải có hiện lên logo người chia sẻ là em mới chốt mấy chị được. Còn chị nào không có hiện logo người chia sẻ em không có chốt được cho mấy chị nha. Nên mấy chị nào muốn xem mấy chị nhớ là phải cho em cái một nút chia sẻ liền. Chia sẻ trang cá nhân, chia sẻ bài viết, em lấy màu ngẫu nhiên mấy chị nha. Đó, em lấy màu ngẫu nhiên. Cái này là không cho lựa màu được mấy chị nha. Mấy chị ghi là màu sáng, màu tối là em sẽ lấy cho mấy chị. Rồi ok nè. Em chào chị Nguyễn Như. Ý Nguyễn Như nè, rồi ok rồi. Cái này là hàng hiêu luôn mấy chị nha. Hiêu trực tiếp vào luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay ghim em là 2 bộ 150. 2 bộ 150 kèm số ký và số điện thoại giùm em là có đơn mấy chị nha. Thích màu tối màu sáng cứ báo em sẽ lên em lấy mấy chị màu sáng màu tối chứ không cho lựa màu mấy chị nha. Lựa màu thì mất thời gian đầu like lắm. Rồi, với lại là em đang bán lỗ để cho mấy chị chia sẻ giùm em. Nên không có lựa màu được ha. Em cứ rất là nhiều màu luôn. Mấy chị nào muốn lên màu gì? Mấy chị muốn lên màu sáng màu tối em sẽ lấy mấy chị. Rồi xong chưa? Có 90kg không? Dạ không, bộ này thì con không có 90kg nha. Chị nhận đồ rồi, đẹp vừa lắm. Dạ cảm ơn chị Khánh An nè. Chị Khánh An chia sẻ lên giùm em nha. Chị Khánh An ơi, cô Trang Hạnh chia sẻ giùm con luôn nha cô ơi. Chia sẻ giùm con luôn nha cô. Giùm em nha. Vải gì mà chứ đất hay vải gì quên này. Phun la dông mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi chị đừng thì chốt em 2 bộ 100. Em chỉ là chốt 2 bộ 150k mấy chị nha. 2 bộ 150k em cứ lộn hoài à. Em chỉ chốt cho 5 phút đầu like thôi. Chị nào có hiện logo người chia sẻ thì ghi mã giùm em là có đơn. Qua 5 phút là em sẽ không có chốt nữa hết mấy chị nha. Em quay về giá cũ là 150 hả? 120 một bộ nha. Chị nào không chia sẻ là em bán giá là 120, với lại là hết 5 phút đầu like là em bán 120 quay lại ha mấy chị nha. Rồi đây mấy chị ơi, bây giờ là 11:40, 11:45 em sẽ kết thúc cái trò chơi trò game này mấy chị nha. Nên chị nào muốn được mua 2 bộ 150 thì mấy chị chia sẻ cho em xin vài nút chia sẻ để cho nó hiện logo người chia sẻ lên mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Ghi giùm em mã 2 bộ 150 kèm số ký và số điện thoại là có đơn giùm em mấy chị nha. Rồi nhanh tay chốt cho em. Mấy chị hôm nay mấy chị muốn lên mẫu gì báo lên giùm em đi mấy chị. Hôm nay mấy chị muốn lên mẫu gì mấy chị báo giùm em đi để em lên cho mấy chị lựa nè. Rất là đẹp luôn. Chốt mặt rất là đẹp ha mấy chị nha. Em thấy chị là mua rồi mấy chị cũng có mua nữa chưa á. Tôi hỏi cái gì ở Vĩnh Long nè. Là qua mua mới đầu 6 bộ cho mẹ, xong rồi cuối cùng qua mua thêm 3 bộ nữa mà. 3-4 bộ gì cho chị hả? Mua 7 bộ, 2 mẹ con 14 bộ. 2 mẹ con 14 bộ. Rồi nhanh tay chia sẻ lên giùm em ha. Ghi giùm em, chị Nguyễn Phượng chia sẻ em. Chị Nguyễn Phượng ơi, chia sẻ lên giùm em chị Nguyễn Phượng nha. Rồi ok, bây giờ em tới đúng tới 11:45 mà chị nào không có comment là không có đơn vậy thôi nha. Rồi xuống like là không có chốt nha mấy chị nha. Chị em chỉ chốt 5 phút đầu like thôi. Rồi ok, ghi giùm em mã 2 bộ 150 kèm số ký và số điện thoại là có đơn ha mấy chị nha. Rồi bây giờ em lên tiếp với chị nè. Rồi đây là em lên nằm em sale mấy chị luôn. Mấy chị muốn lên nằm sale bao nhiêu ký báo số ký lên giùm em đi mấy chị. Em chào chị Nguyễn Trường nè. Bộ chị hỏi bộ nào chị ơi? Chị Nguyễn Trường chị hỏi bộ nào lên số ký chiều cao giùm em đi mấy chị. Bộ nào chị ơi? Bộ này là mình có sale như 70kg đổ về hay 75kg? Cô phải em có sale
70 ký đổ về nè. Cái này là cổ treo, cổ treo là 130, đây là cũng 130 luôn. Cổ treo là em có size từ 75 ký đổ về, 75 ký đổ về. Còn cái bộ cánh thi này thì em có size từ 67 ký đổ về nha, 67 68 ký đổ về thì em chiều cao. Còn bộ này thì em có 70 ký đổ về nè, mấy chị muốn lên size lớn nữa mấy chị báo số ký chiều cao đi rồi em lên mấy chị nha. Chào hai mẹ con, dạ con chào cô nha. Con chào cô nè, đã chia sẻ con cảm ơn cô nè. Đầm 75 kg, đầm 75 kg thì em còn đầm này nè, đầm 75 kg em bán sạch trơn rồi, giấy hàng luôn rồi. Bây giờ em chỉ còn đầm như vậy nè, em sale luôn cho chị nào lấy thì chốt em chất giải bao đẹp luôn. Hàng này em 75 kg đầm dạ hội dài em, có đầm dạ hội dài được không? Còn nếu mà đầm ngắn thì em chỉ còn đầm này thôi. Đầm này ha, đầm này làm thiết kế may nhà luôn giùm em ha, cực kỳ đẹp, có hai túi hai bên luôn đó. Đầm này em xem cho mấy chị giá. Giá nhiêu đây? Ghi giùm em mã này, là ghi giùm em là mã đầm, đầm 99 ngàn. Rồi ok. Rồi đầm em xem mấy chị 99k luôn. 130 em xem mấy chị 130. Size lớn 140 em xem mấy chị là 100k, 99k không? Hai có hai túi hai bên cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em liền, em có còn vài bông nữa thôi là hết rồi. Em chỉ còn được vài bông nữa là em hết rồi nha. Mấy chị nào muốn nhanh tay chốt em, em có size nhỏ nữa mấy chị. Em có size 45 kg luôn. Em mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị cứ báo giùm em lên cho 75 kg. 75 kg em còn ít luôn nha. 75 kg em còn rất là ít luôn, để em lên coi còn màu gì. Qua văn nào em lên cho chị lựa. Rồi, vậy là em có được vài bông nè mấy chị ơi. Rồi mấy chị nào đang xem mấy chị chấm giùm em đi mấy chị. Rồi đầm này ghi em mã 99. Ghi em đầm 99 nha. Đầm mã 99 kèm mã giùm em nè. Đầm 99 kèm mã. Rồi con này em đang mặc là mã số 1 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Mã số 1 nha, có hai túi hai bên rất là đẹp luôn nha. Đừng cho mấy chị đựng tiền, đừng hỏi, rất là tiện dụng cho mấy chị luôn ha. Nhiều khi mấy chị mặc đầm không có túi, còn cái này là có túi giùm em ha. Đứng mày che đèn hoài. Rồi đây, con này. Rồi mã 1 giùm em nha, mã 1 là bông hoa văn này giùm em. Chị là ưng mã 1, chốt mã 1 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Dạ không, đầm phía sau. Ồ, đầm này 75 kg vừa không? 75 kg mà cho em xin chiều cao đi, phía sau là 75 kg mặc vừa, chỉ có cái là còn cái này là loại dài nha. Dạ hội dài giùm em 75 kg mặc vừa, nhưng mà phải cho em xin cái chiều cao mới được nha chị ơi. Lên chiều cao giùm em đi. Nè, đầm này là 75 kg mặc vừa luôn nè. 75-80 kg mặc vừa, chị là ưng thì nhanh tay. Nhanh tay chốt giùm em. Hai bộ 150, chị Nguyễn Phượng. Chị Nguyễn Phượng chưa có chia sẻ nên không có chốt được, chị Nguyễn Phượng nha. Chị cho Nguyễn Phượng phải hiện logo người chia sẻ. Bấm vô cái chữ chia sẻ dưới góc này. Đó, bấm vô cái góc chia sẻ này. Rồi kèm giùm em cái số điện thoại và đúng rồi, kèm giùm em số điện thoại và số ký giùm em để em chốt với chị nha. Chị Nguyễn Trường có chia sẻ nè, hai bộ 100. Là bộ nào? Hai bộ 150. Thì nói cái gì mà đây, hai bộ 150 là bộ này nè chị ơi. Đó, em đang sale đầu like nè, chị nào lấy thì chốt cho em. Nhiều màu nha, em có nhiều màu nhưng mà cái này em sale lỗ rồi nên em không có cho lựa màu. Đây, nhiều lắm mấy chị ơi, nhiều màu. Em sale lỗ rồi, để em bán chi âm đầu like nên em không có cho lựa màu. Nên chị nào muốn chốt thì cứ chị ghi giùm em là hai bộ 150 kèm số ký và số điện thoại. Thích màu tối thì ghi màu tối, thích màu sáng thì ghi màu sáng để em lựa mấy chị, chứ không cho lựa màu ha. Tại vì cái này em bán lỗ rồi nên không có thời gian để cho mấy chị lựa màu được. Bộ cánh tiên là 75 kg không vừa nha chị ơi. Bộ cánh tiên 75 kg không vừa. Rồi đây, con này mã số 2. Hoa văn này là mã số 2 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Mã số 2 cổ rất là đẹp luôn đó chị nha. Bộ cánh tiên là giá 150, đang sale giá 150 99k. Chất vải này hả chị ơi? Chất vải này là chất so len. Ủa lộn, bày chất không? Bông hoa loại 1 giùm em. AT
ti lợi một giùm em đó, coi chị đâu người chốt giùm em liền. Ai ưng người chốt em, chị Nguyễn Trường có lấy 2 bộ 150 thì cho em xin số điện thoại luôn. Ủa chị Nguyễn Trường là bao nhiêu ký? 75 ký. 75 ký cái gì mà chị có 2 bộ 150 thì số 5 chịu, số 5 không chịu nữa. 75 ký thôi chị ơi. Chốt 70 ký đổ về mà mày chốt 75 ký thì lấy gì vừa. Cái này số 4 ngon bận vừa nè, 70 ký thôi, không mấy ký. Rồi đây mã số 3 giùm em. Ai ơi mã số 3, chốt mã số 3 giùm em mấy chị nha. Mã số 3. Quá xuất sắc luôn. Mã số 3. Đây. Qua dân này là mã số 4. Mã số 5. Rồi chị đâu thì chốt giùm em đi. Đặt 75 ký. 1m6 mặt dừa nha chị ơi. Chị Nguyễn Trường là 75 ký là 1m6 bộ cái lầm này mặt dừa. Mẹ cho con cái hư cái lầm khác thôi. Có đồ bộ. Đồ bộ ton. Bộ ton mình còn bộ nào không? Bộ ton em hết sạch luôn đó chị ơi. Bộ ton em hết sạch luôn. Đây nè, đầm. Đầm dạ hội dài 75 ký đổ về. Em còn nhiều màu. Mấy chị lên giùm em số ký đi, em lên cho mấy chị lựa. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em mặc cái màu tím cà đi, đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em. Cái này mình sale nhiêu? Sale 220 ạ. Rồi sale mấy chị 200 luôn. Cái nào? Hai cái trăm rưỡi là 75 ký. Có nó không có vừa. Bây giờ chị trả lời căn 1m6 rồi nè. Rồi giờ chị chốt nè. Rồi em chào chị Nguyễn Khải nè, chị Nguyễn Khải là 2 bộ 70 ký nè, ok chị Nguyễn Khải nè. Rồi ok nè, rồi ok chúc chị Nguyễn Trường. Nguyễn Trường 2 bộ 75 ký là mặc size số 5 nha. 1m6 là mặc ok. Rồi đây đầm dạ hội dài cái đại. Bộ trên tường sát mắt giá bao nhiêu? Dạ bộ đó em đang bán giá 130 chị ơi. Giá 130 thôi. Đó, chị ưng thì cho em xin cái chiều cao đi. Ủa lên cho em xin cái chiều cao cho cân nặng đi nha. Cái này 75 ký mà em bận sao mà. Bộ gọng là gọng này thôi, trên này không có gọng. Chị Sang Lê ơi, chị bao nhiêu ký lên số ký chiều cao giùm em đi. Mẫu khổ treo này thì em có rất là nhiều hoa văn luôn. Mấy chị cứ cần cho em xin cái số ký và chiều cao, em sẽ lên cho mấy chị lựa nha. Em sẽ cho mấy chị lên mấy chị lựa hoa văn, ưng mã nào, ưng hoa văn nào chốt hoa văn đó nha. Lên số ký chiều cao đây, tại vì bên em á là em báo mấy chị á là bên em là hàng thiết kế không à, ít khi nào mà hàng xưởng lắm mấy chị nha. Đa số là hàng thiết kế mai nhà nên mỗi size mỗi số em chỉ có 1 bộ duy nhất thôi, nên không có giống, không có trùng qua văn nên em không có lên một lượt được ha. Lên một lượt nhiều khi mà không có ngay số ký mấy chị là mấy chị không có chốt được. Nên mấy chị nào cần chốt xây bao nhiêu ký thì báo cái số ký và chiều cao giùm em đi, em sẽ lên cái xây cho mấy chị lựa ha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì nhắn tay chốt giùm em mẫu này. Em chốt cho chị nào mà 70 ký đổ về thôi, chị nào cao cao thì 72 ký đổ về thôi mấy chị nha. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em mẫu này, em xem mấy chị 200 ngàn luôn. Xem mấy chị 200 ngàn. Em có nè, ghi em mã đầm dạ hội. Ghi giùm em mã đầm dạ hội, em có màu tím cà nè. Cái này là màu, ghi giùm em màu cam đi. Màu hồng cam. Màu hồng cam. Màu xanh dương, cực kỳ đẹp mấy chị nha. Màu xanh dương. Màu tím hang. Ưng mã nào chốt mã đó. Màu đỏ. Mặt rất là sang nha. Không sang là không lấy tiền luôn á, cái mẫu này rất là sang luôn. Màu xanh đen. Cái này là đính cướp bằng một cườm luôn ha. Mấy chị nghĩ đi, cướp nguyên ngày trời mới được như vậy luôn á mấy chị. Cướp bằng tay á mấy chị, chứ không phải là cướp bằng máy đâu. Mà bán cho mấy chị giá rất là rẻ luôn. Tại vì em ôm rô rất là nhiều đầm luôn. Em ôm rất là nhiều đầm luôn nên em không có, nên nó rất là rẻ, nên em bán cái giá rất là nới cho mấy chị luôn.
và màu hồng, màu vàng và màu hồng. Rồi chị đã ưng màu nào cứ chốt màu đó cho em. 200.000 thôi, em sale với chị giá 200.000 thôi. À với là một màu đen nữa là mấy chị ơi, với màu đen luôn. Rồi chị đã ưng đầm giả hội, chốt đầm giả hội kèm giùm em số ký và số điện thoại giùm em mấy chị nha. Là có đơn đầm giả hội có size 80kg không? Dạ không chị ơi. Rồi đâu rồi hai cái bộ kia đâu, sao chưa lên lên hả? Không đưa lên rồi lấy gì. Rồi đây nè, hai bộ cho chị, cho chị Khải Hoàng là em lấy chị hai màu này nha, một màu nâu với một màu này nha. Còn chị này là chị Nguyễn Trường nè, em lấy chị hai bộ luôn, một bộ nâu một bộ cam đất nha, hai bộ. Rồi ok, chị nào thích lấy màu sáng thì báo em luôn nha. Đầm eo 95 đó chị. Đầm eo 95. Đầm ngắn em có chị ơi, chị mông mông lên xuống ký chiều cao cho em đi chị ơi. Mấy chị hỏi lên xuống ký chiều cao cho em để chị dễ lấy đồ nha. Mấy chị hỏi mấy chị cho trong thời gian đó, mấy chị cho xin số ký chiều cao đi để em dễ, em dễ lên cho mấy chị, em dễ báo cho mấy chị á. Có đầm ngắn luôn, chị mông mông lên số ký chiều cao giùm em thì em lên em cho chị xem. Tại vì đầm bên em thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà phải cho biết số ký chiều cao mới lên được chị Trúc Linh. Rồi tím cà 67 trên chị Cúc Linh nào, ok nè chị Trúc Linh. Đây nè, đầm thì em nhiều lắm, em có dưới rất là nhiều luôn. Em có rất là nhiều luôn à, đầm dạ hội, đầm ngắn, đầm body, đầm kiểu rất là nhiều. Chỉ cần cho số ký và chiều cao thôi. 40kg à, 40kg hơi nhỏ rồi. 40kg hơi nhỏ. Có đầm em thì được. À 40kg này vừa không ạ? Chắc rộng rồi. Hình như cái đầm nào thì nếu mà chị mặc thì cũng phải rộng thôi nha. Cái này để em coi, size này là tầm cỡ 60-65kg đổ về mặt vừa thôi. Trừ hao mấy chị 60kg thôi, 60-62kg thôi nha. Rồi chị đâu người chốt giùm em đầm, ghi giùm em là đầm beo. Đầm này em sale cho mấy chị luôn, sale cho mấy chị cực kỳ sang nha, cái cổ cực kỳ sang luôn. Đầm dạ hội, đầm dạ hội eo 90-94 mẹ. Đầm eo nhiêu? Eo rất là nhiều luôn á. Ok nè, đầm dạ hội kèm màu giùm em với chị Mai Thọ. Nếu mà chị eo chị 94 là mặc ok nha chị yêu ơi. À, cho 1m6 thì không quá đẹp luôn rồi. Trời đẹp luôn á. Chị cho em xin cái số ký hay con nặng của chị đi. Cho em xin cái số ký của chị để em luôn hệ thống của bên em luôn nha. Để sau này mấy chị có mua vô mua gì thì em sẽ không cần hỏi mấy chị nữa nha. Rồi chị Mai Thọ có lấy màu nào chút hồi đó giùm em. Ơ màu nào chốt màu đó giùm em. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em liền. Cái đầm này quá xuất sắc luôn. Em trừ hao với chị 65kg về, em tới 68kg lận, nhưng mà em chốt với chị là 65kg về. Em sale cho mấy chị 120 thôi. Rồi ưng thì nhanh tay chốt em 120 giùm em. Giá của nó là 120 nha. Rồi chị đã ưng thì chốt em, ghi em là đầm beo, làm beo 120 kèm số ký và cân nặng, ủa với lại số điện thoại giùm em nha. Rồi chị là ưng thì nhanh tay chốt em. Lấy đầm trên tường cho em coi màu lần, rồi lên màu lại đi. Rồi chị là ưng đầm beo, chốt đầm beo giùm em. Tí đợi em tí nha chị, để em sọ mấy cái nào nhỏ cho chị. Đầm dạ hội có ngắn không? Đầm dạ hội là đâu bao giờ là ngắn. Khi nào mà đầm dài thì người ta mới kêu đầm dạ hội, còn đầm ngắn thì người ta kêu đầm ngắn thôi, chứ đâu có đầm dạ hội ngắn không. Đây là đầm dạ hội thì em chỉ có vậy thôi, còn đầm ngắn thì là cái kiểu khác nữa nha. Mỗi cái đầm thì nó có hoa văn đồ khác nhau hết. Đây nè, rồi chị đã ước màu nào chút một đó giùm em. Đây đầm dạ hội nè, em có nè màu tím cà, màu đen, màu hồng, màu vàng, xanh đen, đỏ, tím hang, xanh dương đó.
chị là giá ưu đãi luôn, 200.000 đầm dạ hội hồng cho chị Mai Họ. Ok, đưa hồng đây. Ok, cho chị Mai Họ một đầm. Ok chị yêu nè, eo 94 là mặt đẹp luôn. À, lên đầm ngắn rồi. Ok, lên đầm ngắn. Nhưng mà chị Mưng Mưng là bao nhiêu ký? 40 ký. Để em xem, để em xem, tại vì 40 ký em còn ít lắm. Cái này còn cái này là ký giùm em là màu hồng, màu hồng cam. Có mà cái này kia bằng hồng gì mà hồng cam nha, rất là đẹp luôn, chất bao đẹp luôn. Có chị đi ra ngoài shop chắc chắn sẽ 400-500 một ao một đầm luôn á. Tại vì em ôm hàng sale nên nó có rất đủ loại đầm luôn, nên nó sẽ sale rẻ cho em đó, nên em bán giá tốt. Với chị là ôm đầm màu hồng thì hồng cam, chất hồng cam giùm em cực kỳ đẹp, đẹp lắm các chị ơi. Em bán biết bao nhiêu cái đầm đó luôn rồi đó. À, bộ màu đen chân canh đó là 150 nha. Rồi ok, lên đầm ngắn cho chị nè. Đầm xây 40 kg thì em ít đó, em còn được có vài con nữa thôi. Đây nè, 40 kg nè chị quên. Ở phía sau nó có buộc dây luôn, nên mấy chị có gì hung luôn, hung bo mấy chị, nên mấy chị không có sợ lỡ sau này mấy chị có lên ký hay là xuống ký là mấy chị đều mặc được hết thì em ha. Và đây là chị đã ưng thì chốt em đầm này mình sale 150 thôi mà. Ừ. 150. Quá xuất sắc luôn. 40 kg là ok luôn á. Đó. À. Tại vì có dây buộc có chị nên là không cho gặp. Cái này là mặc bao nhiêu ký mặc cũng vừa luôn. Tại vì cái này là có gương trung. Gương trung có diễn. Em mặc cái phơm vô cho mấy chị xem. 40 kg đến 60 kg mặc vừa luôn. Đầm thì không có sợ chật đâu. Đó, rất là sang luôn. 150 ghi giùm em mã. Mã ghi giùm em là mã gì giờ đây? Mã hiu đi. Ghi giùm em là mã hiu đi. Mã hiu. Mã hiu. Đầm hiu, ghi giùm em là đầm hiu 150 nha. À, hồng cam vàng ngực. À, ngực 90 94 eo 80 rồi. Ok cho chị Hạnh Nguyễn. Ngũ Hạnh, Hạnh Trần. Ok chị Hạnh Trần nè, màu cam, màu hồng cam, màu vàng, hai đầm cho chị nè. Rồi chị đã ưng cái đầm này nữa thì báo cho em luôn nha. 60, cái này là 40 kg đến 60-60 kg mặc vừa luôn đó chị nha. Nó có lưng trung coi giãn, có dây buộc luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mặc bao sang luôn đó chị nha. 150, ghi mã 150 giùm em, đầm 150. Đầm heo 150 giúp em. Rồi chị ơi, thì nhanh tay chốt cho em nha. Đây em mới, em đang lên là chị Mưng Mưng, em mới vừa lên cái đầm size của chị luôn á. Ưng thì chốt giùm em đầm 150 nha. Chị Hoa Nguyễn ơi, bộ đen này là chị bao nhiêu ký, lên số ký điều tra giùm em đi. Bộ đen này thì em có size từ 40 kg đến 67 kg. Rồi ok, màu cam, màu hồng cam giống phía sau với màu vàng. Màu vàng cho chị Huỳnh Trần à. Ok chị Huỳnh Trần. Ủa có thẻ chưa ta? Rồi ok nè. Rồi đây 40 kg đó nè. Mấy cái máy mẫu lưng chung này là 40 kg mặt vừa, 40-60 kg mặt vừa giùm em. Rồi đây con này chị đã ưng thì chốt giùm em. Mã, mã này ghi giùm em là mã số 2 đi. Đầm 2. Đầm 2. Còn con này hình lộn với chị 2 coi. Đầm 2 giùm em. Đó, ưng qua dân nào cứ chốt qua dân đó giùm em nha. Có tay mà, đây nè, có tay đây. Đó, tay ren với chị nha. Rồi cái này là đầm số 3. Đầm số 3, đưa đó đây. Đây đầm số 3 đây. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đầm 3 nè. Nè cái này là đầm 1 nè. Đầm 1 là tay ren, không hết tay ren thì lấy tay ngắn. Nè đầm 1 nè. Nè đầm 2 nè. Chị Mỹ Phương nè, máy trên nè, hỏi có 7-8 kg không mà 7-8 kg mẫu gì chị ơi? 7-8 kg mẫu gì chị? Đây nãy giờ ở mình lượt nghe không thấy chị ơi. Đó. Đầm 2 giá 150 thôi, em đang sale luôn á. Rồi con này nằm số 3 nè, số 3 là tay ghen. Rồi con cuối cùng 40 kg thì em còn ít lắm. Rồi con này là đầm mã 4. Mã số 4, rồi chị đã ưng thì chốt em đầm 4 giùm em. Đó, như là đầm mã 2 là có tay ngắn đó, ưng thì chốt giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Em còn nhiều đầm lắm luôn đó mấy chị. Để bữa nào em chọn đầm ra em bán mấy chị luôn ha. Em chọn hết đầm cho mấy chị bán luôn. Mấy chị có muốn lên áo khoác lửng không? Mấy chị có muốn lên áo khoác lửng mặt nhà không? Em bán mấy chị với lại áo khoác dài
áo khoác dài mặt nhà 50k 60k một áo, có chị nào muốn lên áo khoác chị báo em, chất giải bao đẹp luôn. Rồi ok. Xoay một ít nè. Đó, đầm beo ha. Em có size từ 67kg độ về, 65-67kg độ về luôn. Có đầm beo lớn hơn kìa. Đó, em có 2 size, còn 2 con 2 size. Chị Đào Ưng thì chúng em làm beo 120. Beo giá 120 rất là đẹp luôn. Chất giải không đẹp, không lấy tiền luôn. Đây hàng đẹp nè, chị thấy không? Có hình mẫu mặt luôn. Có hình mẫu mặt luôn. Lâm màu chứ nó nhiều màu lắm, đó cực kỳ đẹp luôn. Đang sale đó mấy chị ơi, con tầm này tới 300 mấy rồi. 300 mấy đến 500 tùy theo shop bán mắc hay rẻ ha mấy chị nha. Còn bên em là không có tốn tiền mặt bằng nên em bán giá mấy chị là đúng số giá của nó luôn nha. Đó, em lấy rẻ em bán rẻ mấy chị, còn em lấy cái em bán cao thì em bán cho mấy chị hơi cao chút xíu, nhưng mà em toàn là bán hàng rẻ em bán mấy chị không à. Đó, 200. 200 một tầm mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em 200. 200 kèm màu giùm em. Chị khúc hồ bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi. Rồi mày coi còn đầm nào mà hãy vô con cho mình. Đầm nhán là cố lên đầm solen đi. Đầm dài nè, có chị nào ôm đầm dài nữa không? Đầm giả hội dài thấy hả? Đầm dài đây, đầm soi lên dài, đầm soi lên dài mấy chị nha. Ra đây rồi chị đã ứng đầm soi lên dài, chốt đầm soi lên dài giùm em nè. Mày kiếm đầm ngắn lên cho con nó đi, mấy chị muốn lên sao bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi mấy chị. Chốt có đầm 75kg. Dạ không, 75kg em chỉ còn được mấy cái đầm đầm em đang sale 99.000 á. Em chỉ còn tầm đó là có size 75kg thôi. Còn mấy đầm này thì tầm có 70kg đổ về. Đó, tùy theo chiều cao. Như đầm này thì tầm cỡ 65kg đổ về thôi. Đó, dạ 65-67kg đổ về. Em là 68kg 1m50. 68kg 1m50. Chất giải bao đẹp luôn mấy chị coi nè. Đó, tính cước hạt cườm này là cả ngày trời chứ đâu có ít gì đâu với chị, mà em bé mấy chị chỉ có 200.000 thôi. Rồi chị Đào Ưng cầm dài, chú đầm dài hiện còn được dài con thôi. Màu đen, ghi em là đầm giả hội dài đen. Đầm em đang mặc có ngắn nhưng mà em không có size 40kg. 40kg em cho chị 4, em còn được có 4 bộ, 4 cái đầm đó thôi. Nha. Rồi đây, màu da 40kg rộng lắm chị ơi. 40kg là rộng lắm. Rồi đây màu da, rồi chị đã ưng màu da, chốt màu da giùm em cực kỳ đẹp luôn. Màu da xuất sắc luôn. 200.000 sale gì 20.000 luôn. 220 em sale 200.000. Rồi chị đã ưng thì nhanh tay chốt giùm em nha. Dạ hồi dài. Đẹp lắm luôn. Ủa sao nãy chị nói 40kg? 55. 55kg là bao đẹp. 55kg là mặc bao đẹp. Để em lên cho. Em có đầm ngắn luôn. Đầm em đây mới vừa mặc nó lên là em có đầm ngắn luôn nha. Nói chính xác giùm em đi, em lựa số tí cho chị ơi. Mấy chị nói hồi em không biết đường luôn. Mẹ em chị mua cho nhiều cho mẹ em mà dư là đi em chị luôn đúng không? Đây em còn đúng một con này nè. Một con là 180 luôn mà. Coi em xem với chị giá 160 luôn. Coi đầm này em xem với chị giá 160 còn duy nhất một con luôn. Cái đầm này là em về là hết á. Em về là em hết, em về là em hết. Mà giờ chỉ còn được có một con nè. Đó, coi chị đã ưng thì chốt em. 160 đầm đỏ 160 giùm em. Đó, phơm này 70kg đổ về mặc vừa giùm em. 55kg mặc vừa phải không? 55kg là đầm.
60 đến 70 kg ghi giùm em mã đầm đỏ 160. Đầm đỏ 160. Đó, em xay này là có co giãn nha, nhưng mà em trừ hao mấy chị là 60 kg đến 70 kg mặt vừa, ghi em là đầm đỏ 160. Đầm đỏ 160 giùm em nha. Rồi ok, để em lên xay 55 kg chị nha. Đầm đỏ 160 giùm em mấy chị nha. 60 đến 70 kg mặt vừa. Còn đầm sao len này là 55 kg mà cũng hơi rộng. Không, 55 kg là được không? Được đúng không? Chị kia 50 kg mà lại thử là vừa đây vừa lớn. Đây, đầm dài dạ hội em còn được cái con màu xanh riêu nè. Chị nào ưng? Ưng xanh riêu, chốt xanh riêu giùm em. Màu đen, màu da và màu xanh riêu còn đúng 3 cái đầm luôn. 3 cái đầm dạ hội luôn. Dạ hội vàng. Rồi đây em lên tiếp tục nè. Rồi đây là chị đã ưng chốt em. Đây kiểu này đúng không chị ơi? Kiểu dạ hội này đúng không? 40 kg. Thì đưa đây con coi thử. Rồi form này tầm 65 kg độ về giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây con của em đang mặc là màu cam đất mấy chị nha. Nè kéo hay kéo hơn cho chị ha. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em liền. Cam đất, ghi mã giùm em là mã cam đất nha. Nếu mà 40 kg thì chị lấy cái mẫu phun bơ sung như này mấy chị. Phun bơ sung này nè mấy chị ơi. Đó, mẫu này em cũng sale, đang sale giá 130 nè. Giá 130 luôn, chị nào ưng thì nhanh tay chốt em 130. Chắc coi như cái chảy mango đẹp. Đó, rất là đẹp luôn cái này mặc. Mặc rất là đẹp luôn, kia phủy tay luôn mấy chị ơi. Kia bắp tay luôn. Rồi đây, đó được không? Đầm 130 nè. Em có đầm hồng nè. Đầm hoa nhí hồng nè. Con này là đầm hồng nha. Hồng đất, ghi em là hồng đất đi. Hồng đất, màu hồng. Sọc bi đen đó, chị nào muốn lấy mẫu này thì báo em nha. Chứ làm đầm vàng phơm rất là đẹp luôn mấy chị nha. Giá 130 thôi, giá 130 luôn. Rồi chị là ưng cái đầm này thì chốt giùm em ha. Dạ hội dài đen cho chị Trúc Linh. Rồi dạ hội đầm dài đen cho chị Trúc Linh nè. Kiểu hồi nãy chị mặc là kiểu gì chứ? Đây nè, kiểu này nè. Rồi đầm này bây giờ em sẽ đọc màu nha. Ưng màu nào qua dân nào thì chốt qua dân đó liền giùm em. Mẫu này mình sale nhiêu? Sale 150 nhưng mà sale cho mấy chị giá 150 thôi. Tính 65 kg về thôi nha mấy chị ơi. 65 kg độ về. 65 kg độ về nha mấy chị nha. Em chốt mấy chị cho những chị nào 65 kg độ về thôi. Đầm dạ, đầm dài ngắn. Ủa đầm ngắn mấy chị nha. Đầm ngắn giùm em qua được gói nha mấy chị ơi. Rồi đây, chất giả so len cao cấp hàng ở một rất là đẹp luôn mấy chị nha. Mặc hoài không chán luôn, rất cườm luôn mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em đầm cam đất nha. Đó, chọn màu giùm em nha, ghi em là đầm 150 kèm màu. Đầm 150 kèm màu giùm em, đầm ngắn 150 kèm màu, em có màu đỏ đây. Đó, ưng màu nào chốt màu đó là giùm em, màu đỏ. Màu đỏ nè. Màu xanh đen. Màu xanh đen. Màu xanh dương. Màu xanh dương giùm em mấy chị nha. Màu xanh dương. Ưng màu nào cứ kêu Hương ơi. Chị muốn xem mẫu đó đó cho chị mặc hay mặc thử chị xem được không? Được nha mấy chị nha. Cứ kêu em mặc cho chị xem. Màu đen. Hoặc là mấy chị nói chị thích cái màu cam quá nhưng mà màu cam còn qua dân nào nữa không? Thì mấy chị hỏi em vậy đi rồi em sẽ tìm ra coi màu cam còn qua dân nào nữa thì em sẽ báo mấy chị nha. Rồi màu da. Màu da giùm em, kích gườm đẹp lắm mấy chị nha. Màu da. Màu xanh rêu. Em có nhiều màu luôn, ưng màu nào cứ báo em màu đó đi, em lên qua văn cho mấy chị lựa. Ủa thầy dám làm dài vậy? Ý cái đầm dạ hội dài em còn sót lại một con vàng này chị. Đầm dạ hội vàng. Cái gì đầm dạ hội dài em còn sót được con vàng nè. Rồi cái này là màu cam luôn. Đó, còn em đang mặc là màu cam đất, còn cái này là màu cam giùm em. Đẹp lắm luôn, 150 một đầm thôi. Nha, ưng màu nào chốt màu đó đi giùm em. Màu tím than. Màu đen. Màu đen.
đang nghẹt mũi mà ơi. Màu đỏ, trời ơi, đỏ này sang không mấy chị ơi. Đỏ nha, ưng màu nào báo em màu đỏ. Màu vàng là ta nha. Giá 150 nha chị. Bồ đen trên tường là giá 150. Chất phun so le là một luôn á. Lại còn xanh dương. Xanh dương. Thay đỏ nó đây rất là nhiều mẫu luôn mấy chị. Ưng cái mẫu nào mấy chị cứ kêu em Hư ơi mặc cho chị xem màu đó đi. Thì em sẽ mặc cho mấy chị xem nha. Màu hồng nè. Màu da nè, ưng màu nào cứ chốt màu đó ghi giùm em là mã 1 đầm 150 kèm màu, kèm số ký và số điện thoại đi giùm em. Xanh rêu nè, đó màu đen nè, cực kỳ đẹp luôn rồi. Ai ưng màu nào chốt màu đó giùm em 150 một đầm. 150 một đầm nha mấy chị nha. Chị Dương Nguyễn lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Chị Dương Nguyễn lên số ký chiều cao giùm em đi, em lên cho chị qua văn. Tại vì mỗi size á, nó đồ bộ á, mỗi size nó có size khác nhau. Có qua văn khác nhau nhưng mà chị phải cho số ký chiều cao em mới lên qua văn của mấy chị được. Chị vào like chia sẻ giùm em một chia sẻ. Mở nè. Mở áo. Mấy chị vào like chia sẻ giùm em xin một lúc chia sẻ nha mấy chị ơi. Tôi kênh đi nha chị xem cái tin. Cái tin là bao đẹp luôn á, mấy chị mua rồi là mua thêm không á. Mặc đầm đen đi em rồi ok. Để em lên em mặc đầm xong em qua mẫu mấy chị nha. Đầm da chốt cho chị Khánh An. Đầm da cho chị Khánh An ok nè. Đầm đỏ 55kg à, màu da 71kg hai đầm. Dạ, form này tầm 65kg đổ về thôi, không có size 75kg chị yêu ơi. 55kg thì em có nè. Ngồi rồi 41kg mua cho 3 người hả chị? 75kg là em không có chị nha. Form này thì em chốt lên cho mấy chị 65kg đổ về thôi. 71kg là dạng ngoài dài con trên tường đó thì nó vừa nha chị ơi. Quá đẹp nè. Còn đây đen nè chị yêu ơi. Trời chị là ưng đen chút đen giùm em cực kỳ đẹp luôn. Ghi giùm em mã đen 150. Mã đen 150. Con màu đỏ trước nè chị Mâm Mâm ơi. Chị lên số điện thoại giùm em nha. 53 cái mặt vừa mà. Thế nào? Con đó được. 53 cái mặt vừa giùm em nha chị. Nha chị Nguyễn Vui ơi. Chị Nguyễn Vui lên giùm em số ký và số số chiều cao và số điện thoại giùm em. Cái này tại vì đầm nên nó sẽ gũ xuống, nó không có giống như là đồ bộ mà rộng ra nó lình phình. Đầm rộng thì sẽ không thấy bụng với chị nha. Đó, chị ơn thì chốt giùm em. Chị Dương là 58kg. Ồ, 58kg trên đó là mặc vừa luôn. Đẹp. 58kg. Số 2 màu đen đâu có vừa. À, màu đen không vừa nhưng mà em còn màu khác nha. 58kg còn màu khác. Rồi ok, để em lên đồ cho. Rồi đầm đen chị Nguyệt có lấy thì ok, chốt màu đen giùm em chị nha. Màu đen đưa chị hai cái màu đen đó coi. Dở lên lấy màu đen. Mà từ 50kg đến 65kg là vừa hết nha mấy chị ơi. Đây, ghi em mã đen 1. Rồi con này là đen 2. Rồi chị đã ưng đen nào chốt đen đó liền em thấy mấy chị nha. Đen 2 đây. Đẹp lắm mấy chị ơi, đen 2. 150, đen 1, đen mặt. Và con này là đen 2. Em có 2 con đen, rồi chị đã ưng đen nào chốt đen đó. Rồi 1m6. 53kg 1m6 mặt hơi nó sẽ gũ xuống thôi chị nha. Nếu mà ok thì chốt giùm em kèm màu, ghi lên mã 1 đầm 150 kèm màu giùm em và kèm số điện thoại giùm em luôn. Xanh rêu, xanh rêu đó có mấy con xanh rêu, đưa cho hai xanh rêu nè. Xanh rêu em có 2 con xanh rêu nha. Xanh rêu em có 2 con xanh rêu. Xanh rêu 1 giùm em nè, đen nhớ ghi số. Đây con này là xanh rêu 1, còn con này là xanh rêu 2. Đó, chị nào ưng xanh rêu nào chốt xanh rêu đó giùm em nha. Xanh rêu 2. Còn cái này là xanh rêu 1. Rồi chị nào ưng xanh rêu nào chốt xanh rêu đó giùm em. Nhớ không? Có không mà hai. Đầm Hương mặc màu xanh đen đi mặc thử màu xanh đen đi shop. Dạ ok nè. Ủa chị Nguyễn Lan. Chị Nguyễn Lan ơi, chị 75kg mặt không vừa đâu. 75 mặt không có vừa đâu. Chị Mâm Mâm ơi, chốt màu đỏ lên giùm em cái số điện thoại. Đưa đỏ đây. Chốt đỏ lên số điện thoại giùm em đi chị Mâm Mâm. Mình kêu cái mình làm trước rồi chứ kia làm sao, đâu có sao đâu. Đây nè, đỏ nè chị yêu ơi. Ghi giùm em đỏ 1.
đó, mặt thì cái form nó giống vậy. Rồi bây giờ mấy chị lựa qua dân giùm em đi nha. Rồi đây đỏ 2, đây có 2, 3 con đỏ ha. Đỏ 1 nè, đỏ 2 nè, và đỏ 3. Đó, dương đỏ nào chút đỏ đó giùm em nha. Tay đỏ đây, đỏ 1 nè, đỏ 2 nè, và đỏ 3. Đó, ưng đỏ nào chốt đỏ đó cho em, cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị lựa, mấy chị mặc thử một một cái đầm đi, về là mấy chị ghiền liền. 65 kg, à 65 kg đúng không, màu xanh đen, đưa màu xanh đen. Ok nè, mấy chị ưng cái màu nào mấy chị cứ báo giùm em nha, em xong đầm là em sẽ lên đồ bộ. Chị Dương Nguyễn nè, bỏ giữa hai bộ màu đỏ nè, bộ nào ta? Đây màu xanh đen đây chị yêu ơi, màu xanh đen thì nó tối, để em mặc cho mấy chị xem. Màu sáng thì em đưa lên được, màu tối thì để em mặc lên cho mấy chị xem. 58 kg, cao mấy 55 là chị thử bận 65 kg là mặc đẹp luôn. Ở số 3 mà đồ nào chính giữa hả? Bộ đồ màu này em lấy cho chị số 3, mà nếu bộ màu đỏ kia thì em cũng lên số 3 cho chị lựa luôn. Bộ màu đỏ kia là em cũng có số 3 luôn. Rồi chị là ưng xanh đen, chốt xanh đen giùm em, cực kỳ đẹp luôn nha, xanh đen đó, xanh đen giùm em ghi mà không có giận chứ chấm không chết. Rồi xanh đen, chị là ưng xanh đen, chốt xanh đen giùm em nha, xanh đen đó. Chị Nguyễn Lan ưng thì chốt cho em xanh đen, xanh đen. Rồi em qua đồ bộ. Cái này cũng lâu rồi chứ không có mới đây đâu. Mình lỡ về mình ghi trong máy của mẹ hay là máy của ai rồi sao? Đầm đỏ 3, 55 kg cho chị. Màu da 65 kg cho chị Mum Mum. Rồi ok chị Mum Mum nè, ok cho chị Mum Mum hai đầm, màu da và màu đỏ. Rồi đầm xanh đen bao nhiêu ký vừa? Đầm xanh đen tầm cỡ 67-68 kg mặc vừa luôn giùm em nha. 60 kg đến 68 kg, ủa 55 kg đến 68 kg mặc vừa, 67 kg mặc vừa đi, 67 kg cho nó thoải mái. Rồi đây bộ màu đỏ phía sau ha. Xe này là nhiêu ký mẹ? Chị nào hỏi vậy? Màu rêu. Cho xe màu rêu rồi chị ok. Thần nè, màu rêu là đầm có đúng không chị? Nè cái này ai hỏi nè? Chị Nguyễn gì ta, chị nào lấy mẫu này? Chị Dương Nguyễn. Chị Dương Nguyễn ơi, lấy mẫu này thì chốt cho em liền. Lấy mẫu này thì chốt em cổ treo. Ghi giùm em mã cổ treo. Mã cổ treo đỏ đi, ghi em là mã cổ treo đỏ. Dạ có luôn nha chị Nguyễn Lan ơi. Size của chị 65 kg đúng không? Để em xem coi còn không. 65 kg. À còn đây nên là tầm 5 ngày đổ lợi có nha chị ơi. Đây còn hồng sen. Bộ maxi 150 phía sau là em còn một hồng sen nè. Đó lấy thì chốt cho em. Hồng sen 150 cực kỳ đẹp luôn. Hồng sen em có hồng, có hồng sen, với lại là có hồng đất luôn nha. Đó ưng thì chốt giùm em đi chị ơi. Cổ sách nách giá 130 nha chị ơi. 130 nghìn chị nha, 130k. Rất là đẹp luôn. Cái này là gọi là cổ treo mấy chị nha. Cổ treo. Cổ treo. Mấy chị hỏi thì cho em xin xuống ký chiều cao đi, để em biết đường còn hay không á. Tại vì mỗi size mỗi khác mẫu hết trơn mấy chị ơi. Đầm đen. Đầm là tầm cỡ 65-67kg đổ về mấy chị nha. Đầm 65-67kg đổ về. Chị đâu thì nhanh tay chốt cho em. Hồng khác đi. Em còn nhiều hồng, hồng gút, hồng đây nè. Mẫu thì y hệt vậy, giờ em chỉ đưa màu lên cho chị xem thôi nha. Đây màu hồng đất đây.
hồng đó. Cái này là ghi em là màu hồng, màu hồng. Rồi còn cái này là ghi em là hồng sen đó. Em có ba màu hồng đó, ưng màu hồng nào thì chốt màu hồng đó giùm em nha. Hồng đất, màu hồng với lại màu hồng sen. Coi chị nào lấy mẫu nào nữa thì chốt màu đó giùm em nha. À, nãy chị nào hỏi màu đen ta, chị nào kia mặc màu xanh rêu không? Lấy xanh rêu không? Cổ treo 70kg lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Anh đây. Lập đẹp trai, đẹp trai ơi. Đây là mấy chị ơi, đây xanh rêu, chị nào ưng xanh rêu chốt xanh rêu giùm em nha. Xanh rêu em đưa qua văn cho mấy chị xem thôi. Cái mẫu là giống như chị, rồi chị đưa qua văn cho mấy chị lựa qua văn thôi. Màu rồi. 70kg không vừa nghe chị ơi. Qua văn này, qua văn này ghi em là xanh rêu 1. Còn qua văn này ghi em là xanh rêu 2 nha. Em có hai con xanh rêu 1 và xanh rêu 2. Chị nào ưng xanh rêu nào chốt xanh rêu đó mấy em. 1 là con này nha. Xanh rêu 2 giùm em. Thêm đậu đỏ cho chị Trúc Linh. Cái này coi nãy là đậu còn hả? Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Chốt chị Trúc Linh nằm thêm đậu đỏ. Rồi chị nào màu hồng, màu hồng 70kg này cho chị Nguyễn Lan lên số điện thoại giùm em. Chị Nguyễn Lan còn nhớ giùm em nha. 70kg. 67kg mà. Ủa 67 chị kêu lên 67 mà phải không Tăng? Chị lên mới đầu chỉ thấy 65 rồi sao ngồi 70kg không vừa đâu. Không 70kg em không chốt đâu. Mấy chị, mấy chị là muốn chốt sao bao nhiêu ký mấy chị nên báo số ký chính xác giùm em. Chứ bây giờ mấy chị nói này rồi hồi mấy chị chốt cái khác rồi sao mà được mấy chị ơi. Phơm cánh tiên thì tầm cỡ 67kg đổ về thôi, không tới 70kg đâu nha chị Nguyễn Lan ơi. 75 em ok liền, giờ chị nhảy 70kg thì quá tay luôn. Mà chị Nguyễn Lan ơi, chị có không nhận hàng bên em một lần rồi. Nên nếu mà lần sau chị nhớ giùm em là chị nhớ cái đơn hàng đó và chị nhận giùm em nha. Chứ mốt mà chị, tại vì á em thấy chị lúc đó là chị có trả tiền phí ship nè. Nên bây giờ em mới bán được cho chị, chứ nếu mà mấy chị kia mà không nhận hàng là em không có bán nữa. Nha, chị Nguyễn Lan nhớ mặt hàng giùm em để khi nào mà shipper lại mấy chị nhớ là mấy chị có đặt rồi mấy chị lấy giùm em. Chứ không tới nơi rồi mấy chị làm mấy chị quên, mấy chị trả hàng cho em tội nghiệp em lắm. Mấy chị trả 30 tiền ship vậy chứ mà em cũng phải lỗ 30 tiền ship quay về, 35 tiền ship quay về đó. Tại vì á phí đi phí về tới 70 ngàn hơn đó mấy chị. Mấy chị nhớ là nhận hàng với em nha. Rồi ok nè. Rồi lên gì mà. Cô Thiêu, chị Thiêu Dương Hồng, chị hỏi đó, màu đỏ có chốt không chị ơi? Bé lên màu đỏ cho chị rồi đó. Rồi lên cổ treo đi. Lên cổ treo cho mấy chị lựa đi. Ok, giờ em lên đồ bộ nha. Bây giờ em lên đồ bộ mấy chị nha. Một bộ cổ treo 70kg 1m6. Rồi để em lên cho chị nha. Rồi ok nè chị. Chị Anh Lộc đẹp trai đợi em xí. Em lên xây 5 cho chị lựa. Không, em lấy xây lớn không nữa. Lớn, kẹt cái xe lớn thì còn mấy con à. Đây, xe lớn còn 3 con hả? Chị ơi, chị ăn lọc đẹp cao ơi, size của chị nè 70-75kg đổ về nè. Em còn được có 3 bộ thôi. Hết trơn rồi. Xe lớn về đắt quá. Mã 1 đen. Bụng mặt vừa không? Trời ơi, 58kg là bao cho chị luôn. Tại vì form của em á tầm 65kg về, nhưng mà chị có 58kg thì trừ hao cái bụng chị hơi to là sẽ mặc ok vô dáng luôn mấy chị nha. Mặc ok và vô dáng luôn nha. Rồi à, chị Kim Phượng nè, chị Út Kim Huệ đó, lấy đầm đen, lấy đầm mã 1 đen, đầm mã 1 đen thì chị ok lên số điện thoại giùm em nha. Cánh tiên đó xay 4 là em còn màu xanh ngọc với màu vàng luôn nè mấy chị, đẹp lắm. Đó xay 4 em còn xanh ngọc màu vàng luôn, cánh tiên 150 ha. Chị nào muốn lấy cánh tiên thì báo cánh tiên giùm em. Rồi đây, có 75kg không và có 75kg không? Cổ treo đúng không chị Hồng Mai ơi? Đây là 75kg em đang lên nè, 75kg đổ về. 70-75kg ghi giùm em con này mã số 1. Ghi giùm em là bộ 1, mã 1 đi. Ghi giùm em là mã 1 cổ treo. Ghi em mã 1 giùm em mấy chị nha. Mã 1 bây giờ 75kg đổ về, 75kg còn được có 3 bộ thôi. Chị nào ưng mã nào cứ chốt mã đó giùm em nha. Rồi đây con này mã số 2. Mã số 2 sọc giống trên đây nhưng mà màu xanh nha. Rồi con này mã số 2. Mã số 2 quá đẹp luôn, mã số 2. Rồi con cuối cùng là mã số 3, chứ còn được có 3 bộ thôi. Còn mấy cái size khác á, size nhỏ thì em còn rất là nhiều luôn. Hàng này là bên em là hàng Mai Nhà mấy chị nha.
hàng thiết kế và may nhà, không phải may xưởng đâu mấy chị, cứ yên tâm ha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt thì em, cái này là mã số 3. Mã số 3 75 ký đổ về, coi chị nào ưng thì chốt em 130 bộ mấy chị nha. Lúc trước là size lớn là em lấy 140 lận, nhưng mà bây giờ em bán đồng giá tại còn ít quá, xem 130 luôn. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em liền 75 ký đổ về, 75 ký. 68 ký đến 75 ký mặc vừa giùm em nha. Đó, coi chị nào lấy thì chốt giùm em. Coi chị đẹp lục à, đẹp. Đó, bộ cổ treo đó chị lọc đẹp trai ưng mã nào cho đó, em còn có 2 bộ thôi, chị nào lấy 3 bộ lấy 3 bộ giùm em luôn đi. Nha. Ai lấy 3 bộ thì chốt 3 bộ giùm em luôn. Chị nha, bộ cổ treo đó là giá 130. Cổ treo là giá 130. Có chị nào size nhỏ hơn thì em có rất là nhiều qua danh luôn. Có chị nha, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo xuống ký chiều cao giùm em là em lên mấy chị lựa nè. Đó, 70-75 ký 130 một bộ nha chị Hồng Mai ơi, 130 một bộ nha chị Lâm Tùng ơi. Rồi ok nè, mấy chị nào ưng thì nhanh tay. Rồi vô đi mẹ ơi, lấy con nghiêm dài cái 75 ký là 75 ký em có gắm khung gắm nhựt nữa. Lên hả? 75 ký mình có tay thì chịu không? Mình có tay. Thì lên đi, hẳn đạo có lên có tay nào đi. Rồi ok, bây giờ em lên nha. Em lên mẫu có tay nè. Có tay vừa có tay vừa sắc mắt nè. Đó, đó 75 ký đó. Hàng này là hàng mai luôn đó mấy chị nha. Rồi đây em vừa lên sắc có tay vừa sắc mắt luôn ha. Rồi đây cô chị nào ưng thì chốt em 75 ký đổ về ghi giùm em. 68-75 ký ghi giùm em mã số 4, mã số 4 cho em. Rồi chị đâu thì chốt em mã 4 giùm em mấy chị nha, mã 4, mã 4 mấy chị ơi, mã 4 ha, quần dài giùm em luôn, cực kỳ đẹp, mã số 4 quá xuất sắc luôn, mã 4 75 ký đó về mã số 4. Rồi cái này là dây giùm em ha. Rồi 75 ký đổ về quần dài nha, quần dài áo dây ghi bên mã số 5. Không đẹp, không dày dặn, không lấy tiền mấy chị nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. 75 ký đổ về luôn đó mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Quần có hai túi đàng hoàng mấy chị nha. Rồi con này mã số số 5. Mã số 5. Rồi đây em lên tiếp tục mấy chị nè. Rồi con này áo dây tiếp tục mã số 6. Đó, em đưa qua văn lên cho mấy chị xem thôi, cái này em mới vừa mặc rồi. Rồi con này mã số 6 giùm em. Đó, ưng qua văn nào cứ chốt giùm em. Thích sọc nào thì chốt sọc đó thôi. Mã số 6. Rồi cái này là có tay, mã số 7. Mã số 7 giùm em, ai ưng mã số 7 chốt mã số 7 giùm em nha. Mã số 7. Rồi cái này là sách nách nè, mã số 8. Mã số 8 giùm em, chị nào ưng số 8 chút số 8 giùm em mấy chị nha. Mã số 8. Rồi con này mã số 9. Đó em đọc mã và qua văn đó, chị nào ưng cái mã nào chốt mã đó thôi nha. Rồi con này mã số 9. Mã số 9 quần dài hot giùm em nha. Mã số 9. Rồi đây con này mã số 10. Mã số 10 dây bản bự ha mấy chị nha. Mã số 10 giùm em. Nền đen rất là đẹp luôn. Còn thêm 2 bộ nữa. Rồi mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký báo số ký giùm em. Rồi con này mã 11. Mã 11 giùm em. 11. Rồi con cuối cùng là mã 12. Rồi chị đâu ưng mã nào chốt mã đó giùm em. Chị nào ưng mã nào chốt mã đó giùm em. Rồi con cuối cùng nè. Con cuối cùng là con sách nách mã 10. 12. Mã 12 giùm em ha. Về buộc nơ là giùm em. Về buộc nơ là giùm em mấy chị nha. 12.
12, quá xuất sắc luôn. Đó. Bộ đen đó là giá 150 chị nha. Bộ đen cánh tiên nó giá 150, em có màu. Mấy chị lên xuống ký chiều cao giùm em đi. Cái đó là em có size từ 67 kg độ về á, 67 68 tùy theo chiều cao của mấy chị nha. Chị Tin Tin, chị Tin Tin em không có bán hàng nha chị Tin Tin ơi. Em không có bán hàng nha chị nha. Chị chốt đơn mà em gọi sáng chiều không có bao giờ nghe máy luôn nha. Chị Tin Tin có gì chị qua shop khác mua giúp em nha. Chứ em mấy chị chốt đơn mà chị không nghe máy là em không có bán mấy chị nữa đâu. Rồi, chị nào đấy muốn lên cổ treo nữa báo số ký cổ treo đi, em lên cổ treo cho mấy chị lựa. Mấy chị nào muốn lên cổ treo theo bao nhiêu ký nữa thì báo giùm em nha. Mấy chị các bạn Zalo giùm em nha, mấy chị em mới vừa ghim bài phía dưới nè. Đó, Zalo Lê Thắm 0774842263 nha. Mấy chị các bạn Zalo bên đó giùm em, tại vì bên đó là em đăng mặt hàng tất cả. Các mặt hàng bên shop em đều đăng bên đó luôn đó mấy chị nha, đăng bên Zalo. Tại vì Facebook bên em á thì không có thời gian, tại vì bên em á là chỉ có mấy mẹ con làm thôi, không có bướng nhân viên, với lại là không có bướng mặt bằng, nên em sẽ không có kê giá cao lên giống như những cái shop khác. Shop khác là người ta phải kê giá cao lên xíu để người ta trả tiền mặt bằng, còn bên em không có ha. Bên em là bán tại nhà, bán mở shop nhưng mà bán của đất nhà, nên không có tốn cái phí phí kê lên. Nên bên em bán giá rất là bình dân luôn. Chị nào mà muốn mua thì báo em, bên em là chuyên binh bỏ sỉ. Chị nào muốn lấy sỉ cái mặt hàng nào mấy chị kết bạn Zalo, mấy chị gửi hình rồi em sẽ lên cho mấy chị lựa nha. Bên đó là mấy chị lên mấy chị lựa, mấy chị gửi mẫu cho em là em chốt mấy chị liền. Chị nào mà muốn mua hàng bên đây mà mua cho mua có 1 bộ, 1, 2 bộ, 1 và ngán tiền ship của mấy chị qua Zalo lựa thêm. Mua 5 bộ em sẽ free ship mấy chị được chưa? Rồi chị nào hôm nay mua 5 bộ em free ship cho mấy chị luôn. Còn chị nào ưng nhanh tay chốt em. Áo ơi em có bán không? Dạ có luôn, nhưng mà còn qua văn khác thôi, không còn qua văn này. Lấy áo đi, lấy áo lên cho chị xem. Ok chị nào, em có 5 áo, em mới về 5 áo, em có số lượng lớn luôn. Chị nào muốn lấy sỉ mấy trăm con mấy chị cứ báo giùm em nha. Áo này thì lúc trước em bán tới 240 lần, mà bây giờ em lấy được cái chỗ này rẻ nên em bán rẻ mấy chị, giá 130 thôi, để em lên cho mấy chị lựa ha. Cánh tiên em có size lớn, mấy chị bao nhiêu ký là số ký giùm em đi, em lên cánh tiên cho mấy chị lựa. Cánh tiên thì em có mẫu không mấy chị? Đây mấy chị ơi, áo này cực kỳ đẹp luôn, bây giờ em sẽ mặc cho chị xem, em chồng cho mấy chị xem. Rồi con này mã số 1 giùm em, áo dây mã số 1 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Hoa văn rất là đẹp mấy chị nha. Em mà bí mật vô quá nên em đó, rồi mã số 1 giùm em nha. Ai ưng mã 1 chốt 1 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Con này là mã số 1, hoa văn này là hoa văn mã số 1 nè. Rồi hoa văn này là hoa văn số 2. Hoa văn số 2. Đẹp lắm mấy chị ơi, mặc lên xuất sắc luôn. Y hệt mẫu đang mặc luôn nhưng mà khác cái hoa văn thôi. Rồi hoa văn này là hoa văn thứ 3. Hoa văn thứ 3 giùm em nha. Hoa văn thứ 3. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, ưng hoa văn nào chốt hoa văn đó. Rồi hoa văn thứ 4 giùm em. Hoa văn 4 giùm em nha mấy chị nha, hoa văn 4. Hoa văn này hoa văn số 5. Rồi chị ưng thì chốt em. Em có 5 mã. Sao vậy? Tại vì chị á, mua hàng bên em, chị đặt hàng bên em mà chị không nghe máy nên em không bán. Nếu mà mấy chị mà muốn mua á, là nếu mà bên em không điện thoại là mấy chị sẽ vô mấy chị kiếm mấy chị hỏi rồi. Còn đằng này á, mấy chị không nghe máy rồi mấy chị cũng không có liên lạc thì được với em là em biết rồi nha. Nếu mà chị Tin Tin này chị chưa bơm hàng bên em lần nào thì bây giờ nếu mà chị mà muốn mua hàng bên em á thì bây giờ bên em á bán rất là dễ luôn. Mấy chị muốn mua hàng bên em, mấy chị chuyển khoản giùm em 100k để làm cọc tiền phí đi nha mấy chị nha. Cọc tiền phí vận chuyển đi thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị. Chứ bây giờ em chốt mà em không còn cọc rồi mấy chị không nghe máy mà em lên em like xong rồi mà em phải xả ra không à. Nên chị nào mà muốn mua hàng bên em đã không nghe máy bên em rồi, hoặc là bơm hàng bên em rồi muốn mua hàng lại bên em, cứ cọc giùm em, cọc tiền giùm em thì em sẽ lên mấy chị ha. Em sẽ bán mấy chị. Rồi cổ treo, có chị nào muốn lên cổ treo, lên cổ treo cho. Mã số 3 chị Nguyễn Đường, Phạm Đường, chị Phạm Đường ơi, chị lên giúp em cái số ký đi, tại vì cái này là em có size. Em
có size chị nha, em có size chị lên giùm em cái số ký và chiều cao và số điện thoại giùm em để chốt đơn nha chị Nguyễn ơi. Phạm Đường ơi, rất là đẹp luôn. Cái này là em cũng có một cái luôn á, mà màu vàng, còn cái này là đá đá màu này màu xanh cam. 130 một áo à. Lúc trước em mới bán á, lúc mà em chưa mới bán á là em bán tới 240, tại vì em không biết đường em lấy á, không biết chỗ lấy, với lại là lấy cái số lượng ít á. Còn bây giờ em bỏ xỉ nhiều nên em bán nhiều nên cái nên em tìm được nhiều cái chỗ mà rất là rẻ bán cho chị luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em liền. Nên số ký giùm em có size hay mấy chị nha. Này em có size, 90kg đổ về luôn rồi á. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mặt rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nha. Rồi ai ưng thì chốt giùm em, lên giùm em cái số ký và số điện thoại giùm em đi chị Phạm Đường. 70kg có 70kg không? Dạ áo đó thì em có đủ size. Áo đó em có đủ size chị Hồng Nguyễn nha. Chị Hồng Nguyễn cho em xin xin là chị lấy mã nào. Lấy mã nào thì chốt mã đó giùm em. Kèm cái số điện thoại giùm em luôn. Đây là lần đầu chị xem like em luôn. Và đây là chị ơi, chị có cho số điện thoại nè. Tại vì bên em là có làm trong hệ thống nha, làm trong hệ thống. Chị nào mà mua hàng bên em rồi là bên em sẽ biết. Tại vì á, mua hàng rồi là mấy chị phải bắt buộc, mấy chị phải cho số điện thoại để em lưu hệ thống thì em mới bán cho mấy chị. Còn mà chị nào mà không cho số điện thoại là em đâu bấm hẻ ra bán mấy chị được. Đây số điện thoại của chị nè, em có lưu vô đây nè. Đó, hệ thống em báo là cảnh báo luôn nè. 0921 922 771. Đó, đúng số điện thoại chị không? Đó, trong cái nick của mấy chị nhắn tin luôn, chứ không thể nào mà em đưa em nhắn vô được số điện thoại chị đúng không? Nếu mà lần đầu thì làm sao mà em có số điện thoại chị đúng không? Nhiều khi mấy chị đặt rồi mấy chị xả, mấy chị không muốn nhận, cái mấy chị buông ra, mấy chị ấy rồi cái mấy chị cũng quên luôn nha. Nếu mà chị nào mà muốn lấy thì cọc cạc chị em thì em đi đơn, còn không thì thôi. Lên đồ bộ chị Đặng Hạnh là 70kg. 70kg đúng không? Hàng thiết kế cho chị được không chị? Ờ, em lên hàng thiết kế 200 được không chị? Chị Đặng Hạnh ơi, muốn lên hàng thiết kế 200 thôi em lên cho. Hàng mai nhà nha chị ơi. Hàng mái nhà có chị nào muốn lên không? Hàng mái nhà thì giống như là mấy chị đi ra chợ, mấy chị mua giải về, mấy chị mướn thợ may. Nhưng mà được cái là mấy chị mua giải mà được giải tốt và không mất cái tiền công nữa mấy chị. Tại vì bên em là lấy được cái số lượng, em hợp đồng với người ta là kiểu như là lấy số lượng nên cái giá rất là ưu đãi luôn. Nên mấy chị mua thử một bộ hai bộ đi, về mặt nếu mà đúng dáng của mấy chị mua thêm ủng hộ em. Tại vì phong thiết kế là rất là đẹp luôn, giống như là hàng mai nhà luôn. Ủa, giống như là mấy chị đi đo rồi mai với mấy chị. Đó, để em lên cho. Rồi ok, để em lên cho. Chị Tiên Tiên ơi, không phải gì đâu, sao lúc trước chị cho em số điện thoại để làm gì chị Tiên Tiên ơi? Bây giờ là comment của chị, bây giờ bên em còn lưu luôn á mấy chị. Bây giờ nếu mà em tìm lại là em biết là chị đặt ngày nào luôn á mấy chị ơi. Bên em là có hệ thống thôi, mấy chị không có thể nào mấy chị ấy được đâu. Mấy chị comment lên thì bên máy em mới lưu lại thôi, chứ bên máy em làm sao mà định vị được số điện thoại của người khác mà lưu, đúng không? Đó. Nếu mà bây giờ mà chị có muốn mua hàng bên em nữa thì chị phải cọc em mới đi đơn thôi. Phải cộng 100 em đi đơn thôi, chứ mà không có đi đơn bình thường được các chị nha. Muốn mua hàng bên em thì cọc cạc giùm em, cọc cạc hoặc là chuyển khoản giùm em 100 thì em đi đơn. Rồi ok nè, mã số 5, 70kg, 1m6 của chị Ngọc Hoa. Rồi hai áo hai màu chị Hồng Nguyễn ơi, lấy mã giùm em chị. Chị ưng mã nào chút mà đó giùm em chị nha. Em có 5 mã đó, chị ưng mã nào chị chốt mã đó giùm em. Bộ vàng sao bao nhiêu? Đỏ vàng. Bộ đỏ vàng cổ treo đó em đang bán giá là 130 nha chị Phượng Hằng ơi. Cái cục tơ hoa nha chị ơi. Đồ bộ phía sau giá bao nhiêu tiền? Dạ cổ treo. Đỏ với đen chị không vừa. Ba bộ này là giá 130, còn hai bộ cánh tiên này là giá 150, em có size nha. Đầm là giá 200, đầm dạ họ dài 200. Để trong cái đó đi, rồi khi nào lấy rút ra.
sợn xong rồi nó rút ra, rút ra cái dùng bừa bãi không biết nè. Cho chị xem bộ đỏ vàng đây nè chị yêu ơi, chị bao nhiêu ký là số ký giùm em đi chị. Đây nè, đó bộ đỏ vàng nhóm phía sau đây, em có size chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi, lên số ký chiều cao giùm em đi, chất vải tơ hoa rất là đẹp luôn nha. Cổ treo đỏ và đen à, chị Đặng Hạnh là chị 70 kg, 70 kg là bộ nè, cái size 4 được đúng không ạ? Chị Đặng Hạnh là chị cao, à chị cao bao nhiêu vậy? Chị Đặng Hạnh ơi, chị cho em xin cái chiều cao để em bổ sung vô đi chị Đặng Hạnh. Lên giúp em cái bộ cao đi, cho chị coi bộ 150 màu đỏ. Rồi ok, chị Thanh Huý lên số điện thoại, số ký và chiều cao giùm em luôn. Chị nào có số ký chiều cao em mới lên cho mấy chị xem được nha. À, áo treo ở trên nào, áo treo ở trên là áo lẻ giùm em 180 một áo, em có size 90 kg luôn, 90 kg đổ về. À 68 kg là mặt vừa nha chị ơi, vừa hết nha, vừa. Chị thích bận ôm nha, bận rộng thì em lên cái chị phải nâng size. Thích bận rộng là phải nâng size, còn nhưng mà mấy cái form này là form mấy người hơi hơi tầm trung trung không mà, nên người ta thích bận ôm đó. Chị Húy hả? 7 ký là hai bộ bánh tiên chứ nó không vừa. 7 ký trên nó không vừa nãy. Có bánh tiên này vừa nè Hưng. Bánh tiên xe 4 của mình á. Ủa mẹ ơi, chị Đặng Hạnh nè, Phan để lên cho chị Đặng Hạnh mẫu này cái đi. Chị Đặng Hạnh 68 ký. Chị lấy hai bộ đó, hai bộ đó là hai màu đỏ với màu đen. À màu đỏ màu đen nhưng mà không có vừa. Để em lên cái size của chị cho chị lựa màu. 68 ký thì em còn nhiêu đây màu nè, để em lên cho chị lựa. Đồ băng đang mặc đó là em may nhà giá 200 ngàn một bộ chứ. May bằng máy may gia đình đó chứ không phải là giáp cổ luôn nha chị. Thiệt lắm. Đây này chị ơi. Chị bộ cánh tiên ở trên đó là size màu đen, đó là size số nhỏ, size 40 kg đến 50 kg thôi. Còn size 68 kg của chị thì em chỉ còn được có 4 màu thôi. Màu tím cà, màu tím cà, màu đỏ, màu vàng và màu màu xanh ngọc thôi. Còn 3 màu nữa. Xanh ngọc. À xanh ngọc rồi màu 3 màu nữa nè, 3 màu hồng. Màu cam. Ủa hồi nãy chị kia lấy rồi, chị này có đưa chưa? Màu hồng á. Trời. Sao chốt mà không chốt hết trơn vậy? Lai mệt lắm không? Màu hồng sen và màu hồng ruốc nha. Màu đó. Nam luôn nè. Với lại là màu hồng luôn nha, với lại là màu hồng luôn. Đó, và chị đã ưng thì chốt em 68 cái đồ về, em còn như đó màu thôi. Mẹ đi lấy đồ con bấm ra sao cho mình có lấy được. Màu xanh ngọc và ok cho chị Đặng Hạnh, màu xanh ngọc nè, ok chị yêu nha. Màu xanh ngọc đâu cái áo đâu, ổ cái áo đây. Ok nè, cánh tiên màu xanh ngọc rất là đẹp luôn, mặt rất là trắng. Ok chị nè. Vậy hồng có sau. Sao mới là chị Hu Phạm ơi, chị ghi cái thì chị phản cắt giùm em, phản cắt cái chữ giùm em thì em mới đường em đọc nha. Chị ghi sát sát nha, em không biết đường đọc chị ơi, không có dấu mà không có phản cắt ra sao em đọc được đây. Rồi em lên mẫu thiết kế nè, mẫu đó 150 á, còn mẫu này là hàng thiết kế mai nhà 200. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt liền giùm em, bây giờ em sẽ lên màu mới chị lựa. Đẹp lắm á chị ơi. Rồi em lên màu. Ủa xay 68 chứ là mặt xay mấy mà? Cái nào? Thiết kế xay 4 đúng không? Xay 4 không? Xay 4 mày để đâu mà? Hàng xay 4 thôi mà. Đụng xay 4 ra. Rồi em mặc có tay vải luôn không em? Dạ không. Mẫu này là hàng thiết kế.
nên chỉ có tay ren và phối thêm vải thôi nha. Rồi ok nè, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em liền. Chị nào ưng thì chốt giùm em liền. Hàng thiết kế mai có đen với chị luôn. Hàng mai nhà mấy chị nha. Mẫu này là hàng mai nhà. Form này chị nào mà thích bận thoải mái hơn thì mấy chị kêu em nâng lên cho mấy chị một size nha. Thích bận ôm thì mấy chị mặc đúng size. Còn thích mặc rộng rãi thì mấy chị nâng giùm em một size cực kỳ đẹp luôn. Form rất là đẹp luôn, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em liền. Quá xuất sắc luôn. Rồi, mẫu này là 200.000. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt liền giùm em ha. Size của chị 68kg nào chị yêu ơi. 68kg là em có màu xanh ngọc nè. Màu xanh này là xanh bơ. Màu xanh lạ. Màu hồng phấn. Màu vàng. Và màu đỏ. Đó rồi em thử đó nào thôi nha. Hàng thiết kế mai nhà lên người ta mai không có được nhiều đâu nha, chỉ có mai nhà lên không có được nhiều, thiết kế không có được nhiều mẫu đó, toàn là mẫu thiết kế. Còn mấy chị mà đi ra ngoài mấy chị thiết kế là giá bao nhiêu tiền thiết kế rồi đó. Còn bên em là chị bán thôi, tại vì em có hợp đồng nên bán giá rất là rẻ luôn cho mấy chị. Rồi chị đã ưng màu nào thì chốt em mẫu kia, em là mã thiết kế 200 kèm màu giùm em. Mã thiết kế bộ tay dài 60kg. Bộ tay dài là bộ nào chị ơi? Bộ tay dài nào? Em đang keo phía trên là áo lẻ nè chị ơi. Hôm nay là áo lẻ giùm em. Còn ở trên hai áo phía trên là áo lẻ cho em. Dạ, màu đen là em đăng lên là hết sạch rồi chị ơi. Không có màu đen hả? Tại em chuyên bên bán bên Zalo á, nên là mấy chị cứ tặng Zalo đi về là em đăng bên Zalo trước. Không có màu đen chị ơi, mẫu thiết kế hình như là không có màu đen, nó chỉ phối đen thôi chứ nó không có màu đen. Chỉ phối đen thôi. Còn chị mà muốn thích màu đen chị qua mẫu này đi. Nếu mà chị thích đen chị lấy mẫu này đi. Mẫu này là mẫu cánh tiên. Mẫu cánh tiên ha, không phải là mẫu này là mẫu tầng. Mẫu tầng. Ghi giùm em mã. Mã này là mã 170. Em bán mấy chị giá 1, sale mấy chị giá 170 thôi. Đó, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. 170 rồi chị ơi, thì chốt em mã 170 phối với đỏ cực kỳ đẹp luôn. Hàng cao cấp luôn mấy chị nha. Đó. 68kg ghi giùm em mã 170 đen. Ghi giùm em là mã 170 đen mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Phong dáng của nó rất là đẹp luôn mấy chị nha. 170 đen. Size của chị là size 3, để em coi size 3 còn màu gì không? Màu hồng. Size 3 mình có hết luôn. Xanh hồng, màu vàng. Rồi em còn được như vậy. Rồi ghi giùm em là mã 170. Mã 170 kèm màu. Mã 170 em có đen nè. Mã 170 em có vàng. Mã 170 em có xanh ngọc. 170 em có màu tím than và màu hồng. Rồi chị nào ưng thì chốt em 170 kèm màu kèm số ký. Em có size 75kg đổ về. Em có size 40kg đến 75kg luôn. Chị nào bao nhiêu ký là số ký giùm em. Em còn lẻ size. Mỗi size em còn được có 1, 2 bộ, 3, 4 bộ gì thôi nha. Đó, và chị nào ưng thì chốt em màu mới chị nha. Ưng màu nào chốt màu đó cho em nè, cao cấp. Chị Nguyễn Hà Trang ơi, chị lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Tại vì cái đó em còn có một phơm thôi. Đó là đầm và hội dài nha chị ơi. Rồi lấy bộ mặt màu đen ok chị yêu nè. Màu đen cho chị nè. Chị hỏi thì cho em xin số ký chiều cao mới được chị. Đang tại vì bên em nó lẻ lẻ vậy đó. Nên là cho em thử cái chiều cao rồi em mới lên cho chị được. Cái xe đang đúng rồi. Lấy rồi, con lấy rồi. Rồi ok nè, để em lên tiếp tục mấy chị nha. Mẫu thiết kế qua thêm mẫu thiết kế 2 nha. Lên mẫu thiết kế 2 để em lên mẫu này đi. Mẫu này thì số 4 mình còn cũng mấy con thôi mà. Đúng rồi. Mấy số 3 không
có quần dài ống rộng luôn nha mấy chị ơi, có bộ quần dài ống rộng. Rồi đây em qua mẫu này nè, em còn mẫu này nữa mấy chị. Dòng eo là 94 á. Dòng eo chị bao nhiêu? Rồi đây em qua mẫu với chị nha. Qua mẫu thiết kế 2. Mẫu thiết kế 2 em có màu luôn, nhưng mà em còn ít màu luôn. Nhưng mà form này thì em có size từ 80kg đổ về. Mấy chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em nha. Ghi giùm em mã thiết kế 2. Mã thiết kế 2 mấy cái mẫu này mấy chị nào cao cao là mặc về là không sợ ngắn luôn nha. Không sợ ngắn luôn, bên em là hàng thiết kế nên em kêu người ta may rất là thoải mái mấy chị. Giơ cái đầm hầm xuống cho chị coi đi Thư. Không mấy hầm. Ừ. Dòng eo tầm 90 là bận vừa, nhà chị 60kg chắc cao mấy 54 chắc có thể là bận vừa. Đó. Ghi hồng cam giùm em mã hồng cam 200, dạ hội hồng cam 2 lớp 2 tầng. Đó, 2 lớp giùm em luôn. Đang sale 200 mấy chị ơi. 200.000 cực kỳ đẹp cho mấy chị coi nè. Hàng đính cước nha. Đính cước bằng tay, trực tiếp bằng tay không phải bằng máy mấy chị nha. Cứu mà đẹp luôn. Cái eo có rộng thì về bóp vô tí chơi. Nội cái tiền đó, một giường kim sa một lụ là mấy chị biết bao nhiêu tiền rồi mà nói á mấy chị. Em chỉ có 200 là rất là rẻ bèo, là vì em ôm được số lượng lớn nên nó mới mua được cái giá rẻ thôi. Eo đẹp quá trời, bận vừa chơi. Em có 75 mà. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt em mẫu thiết kế này. Mẫu thiết kế 2. Mẫu thiết kế 2 em có màu xanh bơ. Ủa đây mày còn ta một 70 á, cái kim á. Còn cái màu này là màu gì dạ? Màu lạ đây, ghi em là màu lạ, thiết kế 2 màu lạ. Để em coi xuống này. Ý cái màu này là màu gì mà? Màu lạ đi, không biết màu gì luôn á. Rồi ghi em là màu lạ. Màu xanh rêu, thiết kế 2 màu xanh rêu. Thiết kế 2 màu đỏ, 200k một bộ mấy chị nha. Màu xanh lá. Và cuối cùng là màu da. Rồi chị đâu màu nào chốt màu đó thì giùm em nha mấy chị ơi. 170 màu đen 62kg. Một bộ 62kg là mặt size số 62kg mà 1m50 nè. Không có. Thì bạn mẹ đây nó hỏi số 2 nè. Số 2 còn đậm. Còn cái 2 như mình còn một con. Cái này còn số 2 nào không? Rồi đợi em xíu nha chị Kim Cương Nguyễn ơi. Đợi em xíu đi, đây em đang tìm. Đây, đúng rồi, màu đen đây còn. Đây em còn một con rồi, ok, chốt cho chị Kim Cương Nguyễn hàng xây 2. Xây 2 cho chị Kim. Ủa chị Kim Cương Nguyễn lên số điện thoại giùm em chị Kim Cương Nguyễn ơi. Lên số điện thoại giùm em đi chị Kim Cương Nguyễn. Dạ hội hồng, chị dạ hội hồng chị Thu Phan ơi, chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em? Chị Thu Phan bao nhiêu ký? Chị Thu Phan phải lên số ký chiều cao giùm em nha. Đem coi coi về chị bóp lại được không? Áo dài quá. Chị ơi, Phan đem coi chị đặng hạnh bao nhiêu ký? Được hay chị ơi, về bóp lại được, bên hông. Ủa chiều cao bao nhiêu chị? Cao 1m55 mặc ok chị ơi, tại vì em có 1m50 thôi nên em mặc hơi dài thôi chứ chị một cao tới 1m55 mà cao hơn em phút gì mà. Cao hơn em tới 1 phút lận mà chị yêu ơi. Em có 1m50 thôi. Đó. Mai là form dáng của nó là chuẩn luôn á, chuẩn nửa cái đít luôn, thấy không? Còn mấy chị mặc nó sẽ ái thị không? Cái này là form dáng là nó gọn người, form dáng gọn người nên mấy chị thấy cao vậy thôi, thấy dài vậy thôi chứ không, thật ra không có dài đâu mấy chị nha. Nè chị ơi, nếu mà ngắn quá thì thấy cái mu đó nè, tại vì màu đen nằm chỗ này nên mẹ này chắc cái đèn không phải che hoài. Nè nếu mà mấy chị cao hơn tí xíu thôi, giờ cho cao thêm tí xíu chỗ này thôi, đó là sẽ thấy cái mu liền, đây cái mu em nằm đây luôn, đó thấy không? Đó tại vì cái này màu đen. Cái này là màu đen nên á. Chị em biết điểm không? Tự nhiên nó tạo lưới. Không, có vậy. Sao đâu. Có sao đâu, đó. Không dài đâu. Cái này là tới nửa đít nè. Em 1m50 mà tới nửa đít rồi nè. Không có dài đâu. Tại vì form này là form gọn dáng thôi. Chị nhìn nó gọn, nó dài vậy thôi. Áo nè, bên hông nè, chị bóp lại được nè nha chị. Bên hông sẽ bóp lại được nha. Cái này là có thể chích theo cái kích cỡ của mấy chị nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Ê cho con lựa màu lại đi. Tới 300 mấy rồi đó mẹ, giờ em theo vô luôn là mấy chị mà đi ra shop chị. Những cái shop mà người ta mướn mặt bằng người ta bán là chắc chắn là sẽ 500 trở xuống. Ủa 300 đến 500. Đây nè, bây giờ em sẽ đọc lại màu mấy chị lựa nha. Ưng màu nào chốt màu đó. Dạ hội dài giùm em. Dạ hội dài em có nè. Màu tím cà, màu đen, màu vàng,
màu xanh đen, màu đỏ, màu tím than, màu xanh dương và màu hồng cam. Đó rồi, ưng thì chốt giùm em, ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Dạ, họ dài 200 sale chị luôn. Ơi, sao là đồ màu hay đồ bông mà chị lên chút ý chiều cao em lấy đúng size cho chị luôn nha chị. Vỏ kim trang. Ok, chị Kim Huệ, chị Kim Huệ là cái gì vậy? Chị Kim Huệ là một mã đen cao. Ủa? Ok, là gì chị Kim Huệ ơi? Đen nó đậm thì dễ thương. Không, nãy giờ 33 phút rồi. Giờ chị em bây giờ mình không biết là chị đang nói cái gì luôn á. Nhưng mà 33 phút rồi thì mình nghĩ là đậm đen á, đúng không chị ơi? Đậm đen mã 1 đúng không chị? Đậm đen mã 1 đúng không chị Kim Huệ ơi? Báo thì em đi, tại vì nãy giờ hơn nửa tiếng rồi chị mới trả lời em. À, chị đang coi. Một chút nữa em cho. Là sao? Chốt đơn thì cho số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi, chứ em chứ một tí nữa lỡ mà có khách lại mà khách hỏi là em sẽ chốt với người khác nha. Tại vì mấy chị không cho số điện thoại lỡ cuối live chị cũng không cho rồi lấy gì em chốt mấy chị được. Chốt đơn là phải bắt buộc phải cho số điện thoại, em bấm thẻ ra, em giữ đơn mấy chị được. Còn không là em sẽ cất cho một tí nữa em khó tìm lắm nha mấy chị nha. Đầm đen dạ hội chị nha. Rồi ok, rồi, okay chị Đặng Hạnh nè, ok nè. À, có đồ 18 tuổi không? 18 tuổi là bằng áo dây có áo treo chị. 18 tuổi là bằng áo dây đi. Đây nè, cái đồ này cũng được nè. Bằng nhà cho nó mát. Mẫu này em đang bán cho mấy chị là 100k. Rất là đẹp luôn. Nha, chất giải bao đẹp mấy chị luôn, 100k cực kỳ đẹp luôn. Em có quần đùi luôn. Chị măng mà áo dây nè, thư con lên áo dây cho chị nè. Quần đùi luôn, hoặc là áo dây. Hoặc là áo dây nè. Cao 1m 605. Chị Thu Phạm hay gì? Thu Phạm. Đây nè, áo dây này được không? Đó, 18 tuổi áo dây được không? Mấy cái này thì á, người nào mặc cũng được. Tại vì bên em là phơm tầm chung chung không à. Hoặc là đầm. Em có đầm, đầm 18 tuổi. À, chốt cho chị 2 bộ. Với cái dàn hội nha em. 2 bộ là của chị tổng cộng bao nhiêu bộ? Hai bộ với một cái đầm và đúng rồi, ok chị nè. Và chất giải phôn cao cấp với chị nha. Hàng này là chất giải phôn cao cấp. Đây nè, hàng chất giải phôn cao cấp và con bướm cườm, hạt cườm cao cấp giùm em luôn, rất là đẹp luôn. Phôn sinh không mấy chị ơi, đẹp. Đó, phôn sinh không rất là đẹp mấy chị nha. Hai lớp luôn nè, thấy không? Đốt chốt chị. Sang cực kỳ sang luôn, ưng màu nào chốt màu đó. Chị đầm hạnh là hai bộ với cái đầm hết. Chị cứ làm đen chốt cho chị nè. Rồi ok, hai bộ với bộ ưng mới làm đen. Đó, chị là ưng thì nhanh tay chốt đi. Mua 5 bộ sẽ được miễn ship mấy chị nha. Mấy chị nào mà muốn được miễn ship thì mua 5 bộ giùm em. À, làm đen là họ cho chị xem, chị mới vào. Rồi ok, rồi các bạn lấy làm đen đi. Có số chị mà. Có số chị mà. À đúng rồi, em có số điện thoại chị rồi. Chỉ có chị có chị luôn rồi có chị Kim Cương á là chị không chịu cho thôi. Mấy chị chốt đơn mấy chị không cho lỡ cuối like rồi em giữ đơn cho mấy chị mà em không đưa lên em chốt cho người nào hết trơn á, rồi lỡ tí nữa em giữ đơn cho mấy chị cuối like mấy chị á hót ra mấy chị đi ra luôn rồi lấy gì em tìm mấy chị em dốt mấy chị đây. Công sức em giữ đơn cho mấy chị mà mấy chị không có cho số điện thoại rồi sao? Bởi vậy mấy chị phải cho em trước giùm em đi. Rồi em mới chốt, còn chị nào mà không cho số điện thoại là em để đó, tí nữa mà có ai hỏi thì em chốt cho người khác. Không cảm giùm em đi. Dạ đúng rồi, chị Hạnh là khách quen bên em, có mua bên em rồi nên em có địa chỉ và số điện thoại của chị Hạnh luôn rồi nha. Tí nữa em chỉ còn điện thoại là chốt đơn cho chị thôi. Hoặc là bây giờ em mẹ tổng đơn cho chị Hạnh luôn đi, họ tí khỏi đi đơn mà. Tổng đơn cho chị luôn nha, em tổng số tiền cho chị luôn rồi tí nữa em sẽ khỏi điện thoại cho chị nha. Em đi đơn luôn. Một bộ 150. Đầm tím 58kg 1m53 mặt dừa luôn nha chị Khoa Đăng ơi. Bao dừa luôn, rất là đẹp luôn chị. Dạ ok. Rồi của chị Hạnh tổng cộng 150. Không, đọc lại số tiền. Một bộ 150. Một bộ 100. Một bộ 150 tay ấm tiền. Rồi một bộ 170 cũng tay ấm tiền.
tim màu đen. Một bộ 170 cánh tim màu đen với là một cái đầm 200 tổng cộng của chị. 520 cộng 30 ship nữa là 550, một tí nữa đi đơn cho chị luôn nha, khỏi điện cho chị. Rồi ok nè. Rồi đầm đen em mặc lên cho chị Khoa đang xem nè. Đây nè. Mặc mờ quá đây nè, cái mẫu mà y hình kề luôn. Ừ, lấy màu hồng cho chị trên máy trên chị coi lại. Đây nè chị ơi, màu hồng đây nè chị yêu ơi, cực kỳ đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Ở ngoài hồng này là hồng cam nha chị chứ không phải là màu hồng nha. Màu này là màu hồng cam. Tại vô máy nó làm như nó giật giật chứ ngoài đẹp lắm. Đây màu đen chị nào mới hỏi xem màu đen nè. Đó ai ưng đen chút đen giùm em. Rất là đẹp nha. Em còn số lượng mấy chị nào ưng nữa thì báo cho em. Chị ơi đầm tím trà. Cao 1m53 mà 58kg là chị bận hơi gọng về chị bóp vô được. Bóp vô được, mấy mẫu này là mấy chị bóp được. Tại vì em xem rất là rẻ rồi nên là mấy chị về bỏ 20.000 nha bóp là được rồi. Đúng rồi. Bóp đâu có mắc đâu. Hôm nay còn sale giá 220 đó, bên nay hôm xem xuống 200 luôn rồi đó. Rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đó giùm em nha. Rồi chị Khoa đang có ưng thì chốt giùm em đầm đen. Ủa là màu tím mà. Chị hỏi màu tím. Tím cà, tím hang luôn đi, lấy hai con luôn đi. Đây nè, tím cà hay tím hang đây, tím là chị yêu ơi. Đó chị Khoa đang ưng thì chốt giùm em màu tím nha. Rất là đẹp luôn. Form dáng của nó đây, chất của nó là chất form chất vô chất gì mẹ quên rồi. Von Chinh Phong. Von Chinh Không. Trời ơi tên Phong. Chinh Phong. Trời ơi khó đọc quá. Nè mấy chị ơi ở đây còn trống lắm, mấy chị cứ việc bóp bình thường. Đúng rồi. Rồi đây màu tím than đây. Đó. Màu tím cà đây, rồi chị đã ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Tím than và tím cà. Màu hồng. Màu hồng cam hả? Màu hồng kem hả? Cam. Hồng cam mà cho chị nào? Rồi ok cho chị Nguyễn Hà Trang này máy trên. Rồi ok chị Nguyễn Hà Trang cho em xin số điện thoại nha. Rồi có luôn. Có luôn rồi ok luôn. 60kg cao 1m54 mà chị nói gì về bớt lại. Màu xanh gì vậy hả? Mình đây mình đầm mày đây luôn đi. Xin Dương. Nãy giờ cô Quang Lê mới vô nè. Con hello cô nha. Quang Lê là mấy này đẹp lắm cô ơi. 70kg đổ về mặt vừa nè cô. Đó. Đẹp lắm luôn. Luôn nha mấy chị ơi. Đây em có nè, màu vàng. Đó em đưa màu cho chị xem nha. Màu vàng. Màu xanh đen. Màu xanh đen cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh đen. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu xanh dương. Được. Màu tím cà và màu tím hang và màu hồng, còn màu hồng kim hết rồi, còn hồng cam luôn á. Đó. Đó rồi chị đã ưng thì chốt giùm em. Uống không biết rồi. Uống không biết đâu hả? Không biết đâu nè. Quang Lê ơi, 70kg là bao đẹp luôn á. Lấy nằm tiếng thang, cho cô đang qua. Thang để trong đây mẹ còn, mẹ lấy ra cho. Vậy là chắc nó bị lỗi rồi đó, có gì chắc bị lỗi rồi, để có gì sửa chỉnh lại. Ghi thôi, ghi đi. Rồi ok cô đăng nè. Dạ ok, chốt màu tím than rồi, chị nào muốn lên màu nào nữa báo màu đó nha. Trời ơi. Ai điện thoại nè. Thôi tắt đi, đừng đưa nghe. Thiệt tình. Ủa sao số điện thoại này là số điện thoại nào vậy, mà sao ai điện ngoài vậy? Rồi đây là chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em nha. Ưng mã nào chốt mã đó giùm em. Rồi bây giờ mấy chị muốn lên đồ gỗ hay lên đầm tiếp tục nè. Em có đầm ngắn luôn. Đầm giờ đầm solen ngắn, đầm solen dài. Đây xe ủa lên em dài đi à. Các chị muốn lên đầm hay lên đồ bộ bao nhiêu ký mấy chị báo em đem tư vấn cho mấy chị. Em tư vấn cho mấy chị lựa. Lấy
xanh dương nha chị. Ai? Cô Đặng Hạnh nè. Cô Đặng Hạnh lấy thêm xanh dương hả cho anh? Bóc ra điện thoại đi anh. Bởi vậy thì bóc đi rồi xong rồi ấy lại. Rồi đầm đầm tím eo 77 ngực 88. Eo 77. Eo 77 thì nó hơi rộng tí xíu, chị có chịu vậy chị xích chị bóp vô tí xíu giùm em hai bên là ok, mặt ok nha chị. Nguyễn Thị Lan ơi, đồng ý thì cho chọn giùm em màu tím. Em có tím cà và tím than, chị ưng tím cà chốt tím cà, ưng tím than chốt tím than. Đó, eo 77 thì chị về chị còn chịu khó, chị cho chích gam, chị bóp giùm em tí xíu. Bóp vô tại vì hai bên nó có đường bóp nha. Hai bên nó có đường bóp, đem ra tiệm là người ta sẽ bóp cho mấy chị ha. Đó, em bán đã rẻ rồi, có 200 thôi, còn những cái shop khác người ta bán tới 500 không đó mấy chị. 3 đến 500 không đó. Rồi đây. Đỏ đen. Vậy là xả đen hả cô ơi? Rồi ok, con xả đen cho cô. Nghe giùm mẹ đây. Cô đang chốt mà cô nói chuyện mẹ. Alo ạ. Alo, con nghe nè. Cái gì thì nói cho con đi con, đừng con đang like cô ơi. Dạ có gì cô lên like giùm con nghe, tại vì con đang like, con đâu có thời gian đâu con điện thoại được, hoặc là con kết bạn Zalo giùm con đi. Con có ghim bài dưới livestream á. Nha, rồi rồi, cảm ơn cô. Dạ, đang rồi tắt làm tắt cái luôn rồi. Nè, mở lên. Muốn có like xong bắt cái chế độ máy bay bên đó đi. Cô chắc chưa, cô chưa coi trên like nhưng mà cô không biết đường cô chốt làm sao á. Có nằm ngắn đi dạ có luôn nha cụ Đăng Phạm ơi, con có nằm ngắn luôn đi có lên nha. Không, 200 thôi, con đang sale giá 200 thôi. Con đang sale giá 200. Ủa tổng cộng đó cô là 550 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cô Thanh Dương đúng không? Đúng rồi. Cô mua 3 bộ bằng mua một cái nằm ở ngoài shop khác luôn á. Rồi ok, lên nằm ngắn lại đi. Rồi con lên nằm ngắn lại mấy cô nha. Mấy cô nào ưng nằm ngắn thì báo cho con. Để nằm ngắn đi. Đủ không? Đủ màu. Tiếp tục không? Lấy làm ngắn đi. Lên làm ngắn cho mấy cô xem luôn nè. Rồi mấy cô muốn lên đồ bộ hay lên đầm hay lên bất cứ cái món hàng gì cho ta ở trong shop em, mấy cô cứ báo giùm em ha. Mấy cô mấy chị cứ báo giùm để lên cho nó nhanh nha. Xuông luôn mẹ, mình còn làm xuông say của cô Hạnh không? Cô Đặng Hạnh á, cái làm xuông 3D á. Làm xuông 3D á. Hình như là có rồi, để con lên con tìm coi còn qua văn nào thì con lên cho. Đầm thì bao la luôn á, bắt nhét bao la luôn đó cô. Còn đây là chị đâu thì chốt cho em liền, phơm rất là đẹp luôn. Còn ghi em là đỏ. Quá đẹp luôn. Ghi em là đỏ 1 giùm em. Đỏ 1. Đỏ 2. Đó, em sale mấy chị giá 150 thôi. Cái này em có làm dài luôn á. Nằm dài còn được có 3 con thôi à. Nằm này là 150 ha. 150 ghi giùm em mã 1. Con em đây mặc là mã 1, nằm đỏ 1. Con này nằm đỏ 2. Ủa giờ con mới em mới tắt lại rồi hả chị Thư? Chứ sao giờ? Muốn ấy là bắt chữ dỗ chứ đổi mai thôi, bắt cái wifi thôi. Rồi đỏ 1, đỏ 2. Rồi đây em có màu đen. Ghi giùm em màu đen 1 giùm em. Đen 1, đen 2. Đó, ưng đen nào chốt đen đó thì em có hai con đen.
đen 1, đen 2 đầm ngắn mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn, để em đứng xa xa mấy chị xem. Rất là đẹp quá chị nha. Ưng mã nào chốt ở đó cho em. Sang lắm mấy chị ơi. Rồi màu hồng em có đúng một con. Rồi ghim em là mã đầm hồng. Đầm hồng, mặt bao trắng bao đẹp luôn. Đầm hồng giùm em mấy chị nha. Đó, cái này là đính cước hạt cùm là cả ngày trời luôn á mấy chị. Cả ngày trời luôn á mà tính cái giá rất là rẻ mấy chị luôn. Tại vì em ôm được cái số lượng, nếu mà cái này mà mấy chị mua đúng cái giá của nó là nó sẽ hơn 200.000 nha. Đó, còn em bán chỉ có 150 thôi. Rồi đây màu xanh dương. Màu xanh dương giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Xanh dương mấy chị nha. Ưng xanh dương, chốt xanh dương giùm em. Màu vàng này thì cái tay ngắn nha, duy nhất cái con màu vàng này là tay ngắn giùm em. Đó, vàng giùm em, ưng vàng, chốt vàng. Rồi đen này là đen ba. Đen ba giùm em. Đen ba. Đen ba. Con này tầm 65kg độ về. Rồi làm tím hang. Tím hang ưng màu nào chốt màu đó. Tím hang. Màu cam. Đang mặc lại vải thun sô len nha chị ơi. Màu da. Và màu xanh dương 2. Xanh dương 2. Rồi chị ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Xanh dương 2. Quá xuất sắc luôn. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Chị Nguyễn Thị Lan ơi, chị có đồng ý về bóp lại không? Bóp lại thì em chốt cho chị nha chị ơi. Đầm tím nè. Đây 77 thì chỉ chốt nhẹ thôi. Rồi đây đầm xuông, đây em lên đầm xuông nè. Quan trọng mấy chị bơ, mấy chị bận ôm hay động thôi. Về chị bóp nhẹ hay là bóp mạnh thì là tùy theo mấy chị thôi. Đúng rồi, tại vì á, mỗi người có mỗi chốc dáng khác nhau. Mấy chị mà bóp theo cái ý bên em thì thấy nào mấy chị mặc tôi cũng không có vừa ý. Nên mấy chị nào mà muốn bóp như thế nào, mấy chị cứ cần á, là về nhà rồi mấy chị đi ra tiệm, người ta sẽ đo chính xác cái dòng eo kích thước của mấy chị thì á, người ta bóp sẽ đẹp hơn, giống như cái hàng may hơn. Còn á, mấy chị mà mua dây đáy phơm mà nhìn thế nào nó cũng không có vô cái phơm mấy chị đâu. Này là đầm body rồi mấy ơi. Đang mặc có eo 90 không? Eo này eo nhiêu mà? Eo nào? Ờ, eo 90 là vô dáng luôn. Eo 90 là vô dáng luôn nha cô Hoàng Khải ơi. Eo 90 á, 65kg đô lại. Mẹ con eo con bữa hôm đông nhiêu vậy? Cũng 8 mấy rồi, 90 đó. Eo con gần 90 đó, là mặt còn hơi rộng chút xíu nha. À, chào con, vậy con chào cô Quyên Nguyễn nè. Con chào cô nha, rồi đây. Rồi chị đã ưng thì chốt em đầm này bao nhiêu mà? Đầm đó cũng eo 150 luôn đi. 65kg về thôi. Em tới 68 thì 1m50 rồi, nhưng chị mà em tự hào cho mấy chị là 65kg độ về nha. Ghi giùm em đầm đỏ, đầm body. Ghi em là đầm body 150. Có màu đỏ, màu hồng. Đầm xanh dương nó 70kg mà chị dòng eo 90 lộn đường anh chị ơi. Rồi đây. Ghi giùm em đỏ số 1. Ghi giùm em body 1 nè. Body 1 nè. Body 2. Body 2 là qua văn nha, qua văn nha mấy chị, để ý qua văn khác nhau là em đọc cái qua văn này là qua văn 2, ơi qua văn 2 là tai ghen nằm xuông. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đầm 2. Đỏ 2, ghi ra là đỏ 2. Rồi con này đỏ 3. Body đỏ 3, ba qua văn khác nhau. Rồi ghi giùm em con này là con hồng 1. Con hồng, ghi giùm em là mã hồng. Body hồng. Body hồng 1 đi, body hồng 1 đúng không? Cái này khác không ạ? Khác đúng không? Giống y thịt mà. Rồi body hồng đi, body hồng giùm em. Rồi con cuối cùng là body xanh dương. Rồi chị ơi, body nào cái body đó. Body đỏ 1 cho chị Cẩm Liên ok nè. Eo 92. Eo 92 mặc dừa giùm em nha. Rồi đây xanh dương. Rồi chị đã xanh dương, có xanh dương giùm em. Mặc dương qua
quan trọng có chiều cao mấy chị nữa đó. Cầm là chưa co giãn là 90, còn co giãn ra tới 93, 94 luôn được nha mấy chị nha. 93, 94 luôn là được, ok mấy chị nha. Rồi chị đã ưng thì chốt rồi đi giùm em nè. Đầm dạ hội hồng 60, 1m65, 64kg mặt đẹp nha chị Hu Phan ơi. Mặt đẹp nha, đầm dạ hội phía sau mà chị 64, 1m65, mặt bao đẹp cho chị luôn. Chị ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em, kèm số điện thoại giùm em nha chị Hu Phan ơi. Nãy giờ chị hỏi hay lâu quá nè. À đầm mình đã chị chốt rồi mà, đúng không? Mình đã chị Hu Phan là chốt chưa? Chị Hu Phan chưa chốt. Chị Hu Phan chưa chốt. Đó chị lấy hồng thì chốt hồng giùm em nha. Lấy hồng, ưng hồng thì chốt hồng nha em. Lấy cái đầm, lấy chị đầm suông. Đầm suông kèm màu giùm em đi chị đăng đặng hạt. À mẹ lấy đầm suông 3D luôn hả? Lấy cho chị xanh dương ngay 70kg. Hổ xanh dương ngay là cái nào ta? Mà 70kg đâu mặc vừa đâu, 6-7kg đổ về thôi chị ơi. 70kg nè, cái con mà làm xè thì có thể vừa thôi chị ơi. Đầm ôm không vừa đâu. Body, chị lấy body hay là đầm xè? Nhưng mà 70kg mà không vừa, em chốt cho tầm cỡ 65-67kg thôi. Chốt hồng rồi ok, chốt hồng cho chị nè. Cho chị Hu Phan. Rồi chốt hồng cam. Nè ở ngoài này còn hồng cam không? Hồng cam dạ hội nè. Dạ hội 200 nè. Đầm dài dạ hội đó chất giải von. Von gì? Ê đừng lấy hồng hồng cam nghe Thư. Hồng cam này nhớ còn có con chốt chị mấy trên rồi đó. Hồng cam hả? Ờ để coi. Vậy sao mình để giờ mình không lấy xuống rồi giờ mới nói. Hồng cam là ủa lộn mơ. Vải gì quên rồi. Von kim phong. Von kim phong nha mấy chị nha. Von kim phong mấy chị nha. Nó nhiều loại giải quá bây giờ em cũng viết em cũng đừ luôn mấy chị ơi, không biết là giải gì vậy gì luôn á. Quá trời nhiều giải luôn. Màu hồng đó để em kiểm tra cái còn không nha chị ơi. Màu hồng đó tại vì đã có chị Phi chốt rồi. Có chị eo 77 là chị có lấy một tiếng thôi có đúng không? Thư bấm ra luôn đi để thôi quên đó. Đầm xè ngắn. Rồi ok để em lên đầm xè ngắn nhưng mà chị á 70kg cho chị cho em xin cái chính xác cái số ký chiều cao đi nha. Nếu mà 70kg là chắc không vừa rồi. 70kg chắc không vừa đâu chị ơi. Tầm cỡ 65-67kg thôi. Chị nào bây giờ mẹ không tắm bây giờ nó nghỉ nên sao không nhớ đây không biết đây. Hồng cam em hết luôn rồi. Cái tầm đó cho chị máy phía trên này. Rồi chị bị đi chơi. Nếu mà chị có chặt thì em dự bị qua cho chị. Rồi ok, có gì em dự bị qua cho chị ha. Nếu mà chị mặc không chị cái chị kia mà chị không nghe máy thì em sẽ dự bị qua cho chị. Rồi đây đầm suông giùm em. Đầm suông giùm em, chị đã ưng thì chốt em đầm suông. Đầm suông này đầm bao nhiêu? 87 này. 88 này. Còn 68 kg đổ về được. 68 kg đổ về mặc dù giùm em. Đó, đầm suông rộng ha. Kỳ đẹp luôn chị ơi. Em đã chịu hao luôn rồi đó. Em 68 kg mà có 1m50 thôi. Chỉ có 1m50 thôi. Rồi xanh tránh ra nè. Dạ hội thì tầm cỡ 70kg đổ về chị ơi. Dạ hội dài. Dạ hội dài tầm 70kg đổ về. Mà nhưng mà em hết hồng cam, mời hồng cam cho chị kia. Có gì em dự bị cho chị ha. Ủa? Cái dạ không buồn. Cái tiếng này mày cầm lộn. Mày phải ngắn là chị kia. Rồi cho anh lấy cái mẫu ngắn này màu xanh dương 2 luôn. Xanh dương 2 đằng xè. Rồi ok nè, rồi đây là chị nào ưng thì chốt giùm em. Ghi giùm em, cái này em có size luôn ha. Em có size. Phơm này tầm cỡ 68 cái độ về nha. 68 cái độ về em có size. Rồi ghi giùm em mã này, ghi giùm em là cái này là bao nhiêu mà? Bao nhiêu? 130 thôi. 130 luôn, ghi giùm em đầm su 1. Đầm su 2. Đầm su 2. Không, đầm su đỏ nha. Đầm su đỏ phía sau là nó có in 3D luôn đó chị nha. Đầm su 3D đó chị ơi. Đầm suông màu đỏ nè. Rồi đầm suông màu hồng. Đó, ưng màu nào chốt em đầm suông màu đỏ nha. Cái này là em sale hai, em bán 200 mấy lận. Lúc trước mà chị nào mà có theo dõi trang của em là bán 200 mấy lận. Nhưng bây giờ em còn ít lắm em sale với chị luôn. Phía sau nè, phía trước nè, em sale với chị 130 luôn. Sale là sale lỗ luôn nha. Sale chắc chắn sẽ lỗ luôn với chị nha.
không ai bán giá ở đâu, nhưng mà còn ít nên sale cho hết mẫu luôn. Chạy quảng cáo bán màu hồng, chạy quảng cáo là người ta bán tới 199.000 luôn á. Bên em là chất giải bao đẹp cho mấy chị, tại vì còn ít nên sale. Còn cái này là màu tím càng, sang lắm. Phía sau đây, ở phía trước phía sau gì nó cũng đẹp hết trơn á, tím càng. Xanh này là xanh ngọc, rồi con này là màu xanh đen. Rồi chị đã ứng xanh nào chút xanh đó giùm em. Phương rất là đẹp mấy chị nha. Đó, tầm xuông, tầm xuông kèm màu em. À, bộ sọc còn không? Bộ sọc là bộ gì cô ơi? Giờ ba like rồi là con không nhớ, bên con rất là nhiều mặt hàng luôn, bây giờ con không có nhớ được. Đầm suông đỏ cho chị Đặng Hạnh. Ok chị Đặng Hạnh nè. Body hồng, body hồng bao nhiêu ký mặt dừa? Body hồng tầm cỡ 6-7 ký đổ lại mặt dừa giùm em nha. Nha chị Sư Nguyễn ơi, chị Sư Nguyễn bao nhiêu ký? 70 ký là không vừa, 70 ký là chị mặc được cái đầm dạ hội này thôi. Đầm dạ hội thôi, hoặc là đầm này, hoặc là đầm này. Đây còn duy nhất được con này nè. 59 ký. À 59 ký là mặt đẹp đó chị yêu ơi. 59 ký là mặt vừa nha chị yêu ơi. Đây nè, 70-75 ký em có mấy cái đầm gì được không? Em sale 99k luôn, rồi chị đã ưng thì chốt em. Em sale 99k có 2 túi luôn. Có 2 túi hai bên luôn ha các chị nha. Đó chị đã ưng thì anh tay chốt thì em liền. Ở máy chơi mình nhớ thôi nhưng mà. Mà nó chôn ở phòng vô được. Trời ơi, vô anh vô mà. Vô cái like. Body hồng mà chị 59 ký là mặt bao đẹp luôn á. Đó chị Sương Nguyễn ưng màu nào chốt màu đó giùm em nha. À, bộ sọc thứ không ạ? Không nhớ cô ơi, cô nói vậy là con không thể nào con nhớ nổi. Tại vì một ngày con lên rất là nhiều qua văn luôn, rất là nhiều kiểu luôn, với lại là con xuống like là con còn phải chốt ở trên Zalo rất là nhiều luôn, nên con không thể nào mà con nhớ được bộ sọc là bộ nào. Cô phải diễn tả giùm con, rồi cô phải nói là con xuất tiền bao nhiêu hay là như thế nào đó thì con mới lên được chứ, con mới lên được cho cô. Để nói trong Facebook, trong like đó, tự nhiên vô đó nó nói không được rồi mà cứ vô hoài. Đó, có gì cô nói cho con, nó gõ gõ ra xíu là con nhớ được mẫu nào của con còn không thì con lên cho cô nha. Chứ giờ sọc thì bên con lừ sọc hết trơn á, con có rất là nhiều sọc luôn. Cho chị coi đầm dạ hội màu vàng đi shop dạ ok. Cô Lan Nguyễn, nếu mà mua hàng là phải cọc cạc nha cô ơi. Con không có đi đơn không cho cô được. Đó. Màu vàng đây, con có nhiều màu luôn nha. Màu vàng, đâu xanh màu hồi nãy giờ chị nào lấy xanh dương ngay ta? Cho anh xanh dương ngay là con nào đâu? Cái gì? Không có xanh dương, có xanh dương 70 ký nè cho chị. Không có cái gì ta chú. Trần Anh Tuấn á. Mà giờ nó không ghi, không ghi lấy gì người ta chốt mà nói vậy. Đầm body 75 ký mặt không vừa nha chị Nghi Lê ơi. Cho mình coi áo hồng. Áo hồng là áo nào? Ở trên đây đâu có áo hồng đó chị ơi. Trên đây là không có áo hồng chị nha. À nhưng mà chị cổ 70 ký mặt cũng không vừa đâu. Hỏi lên mất công hơn đó. Xanh dương hay không có 70 ký nha cô Trần Anh Tuấn ơi, không có 70 ký. Body hồng, body hồng cô à, body hả? Body thì cô nói body, cô nói áo cô đâu biết không. Mà đưa con cái body đi, đưa cái đầm body đi. Đầm body hồng em có hai cái đầm, ủa một đầm à, em có một đầm body hồng thôi đó. Ưng thì chốt cái gì em kèm số điện thoại em mấy chị nha. Đây rất là đẹp luôn,
Body hồng cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Body hồng giùm em nha, 150 thôi, sale luôn. Rồi đầm suông, chị nào lấy đầm suông, chú đầm suông giùm em nha. Có mẫu nào cỡ mình không? 75kg đồ bộ được không? Chứ giờ đầm là không có size của cô rồi đó. Đầm thì con có được mấy cái này rồi, 75kg thì hồi dài vừa nè. Ủa cao mấy 65? Chắc không? Chắc đầm dạ hội 75kg mà cao 1m65 á thì mặc cái con đầm màu vàng được đó cô. Tại vì nãy con tưởng là cô thấp, còn cô cao 1m65 là mặc vừa. Cô Nghi Lê, cô Nghi Lê cao 1m65 là mặc cái đó là mặc ok luôn. Đâu rồi? Cái mấy cái nó con kêu để ngoài đi, sao đem đi cất hoài vậy? Để lại lại bên đây đi. Thấy không? Từ hồi lấy giờ có nói đó không? Ai nói? Còn kêu đem cái làm ở đây luôn đi. Rồi giờ nói câu vậy không hiểu luôn. Đừng có nói muốn hỏi bữa nay đi mẹ ơi. Các cái này bây giờ người ta hỏi hoài thì bây giờ cũng kêu để đây, bây giờ cũng nó kể 10 ngày bữa trước. Đây đầm dạ hội dài đây, em có nè, màu vàng, màu đen, màu xanh đen. Cũng tùy bữa thôi chứ đâu phải ngày nào cũng vậy đâu. Màu đỏ, màu xanh dương. Cái này là giá 200 một đầm nha chị nha. Đây màu tím cà, màu tím hang đó. Rồi chị đâu ưng thì chốt giùm em nha chị ơi, 200 ngàn. Rồi đầm hồng cho chị Sương Nguyễn nè. Ok, đầm hồng, đầm body hồng cho chị Sương Nguyễn, 200k một cái nha chị ơi, 200k một đầm nha chị. Nghi Lê có lấy màu nào số của nó anh em. Xanh dương 268kg, eo 92 mặc vừa không chị? Xanh dương 2, eo 92 là vừa nha chị Trần Anh Tuấn ơi. Eo 92 là vừa nha. Nè chị ơi, chị lựa lại qua văn giùm em đi, để nhỏ nhân viên nó không có ghi cái mã. Nó không ghi mã, bây giờ em không biết cái nào là xanh dương 1, xanh dương 2 luôn á. Nè bây giờ chị lựa lại giùm em đi. Con này là xanh dương 1 giùm em, còn con này là xanh dương 2. Hồi nãy là chị lấy con nào? Đó, xanh dương 1 nè. Xanh dương 1. Cái này là xanh dương 2 nha. Chị nào lấy con xanh dương nào chốt xanh dương đó giùm em. Hồi nãy nó không có ghi cái mã nên bây giờ em không biết cái mã nào luôn. Nha, chị lựa lại, chị ghi lại giùm em. Bây giờ em đọc lại, cái này là mã 1, còn con này là mã 2. Đó. Ưng qua gian nào, ưng mã nào chốt lại giùm em đi chị. Nha chị Trần anh Tuấn ơi. Đồ bộ thiết kế còn kiểu nào không không em? Dạ không chị ơi, chị chốt đơn chị không cho số điện thoại, em không có chốt với chị nữa đâu chị. Chị Kim Cương Nguyễn ơi, mấy chị chốt hàng mấy chị không cho số điện thoại rồi lấy gì em chốt đây, rồi mấy chị kêu em đợi. Đồ bộ cổ treo có số 3 luôn nha chị Long Nguyễn ơi. Chị Long Nguyễn lên giùm em cái số ký chiều cao đi chị Long Nguyễn. Em lên cho chị, cho chị lựa qua văn luôn nha. C3 em nhiều lắm, C3 em nhiều lắm chị. Chị lên giùm em cái số ký chiều cao đi, em lên qua văn cho chị luôn, lấy xanh dương 1. Ok, xanh dương 1 cho chị Trần Anh Tuấn nè. Ok chị yêu nè. Rồi ok. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt liền em nha. Nhanh tay chốt liền em. Chị Lan Nguyễn lên số ký chiều cao đi, em lên cho chị cổ treo nè. Lấy cho chị cái suông nữa đi. À cái suông họ đưa cái suông đây. Đầm suông. Ừ. Đầm suông màu đỏ nãy chốt cho chị rồi mà ta. Đấy. Đầm suông đỏ này bấm rồi nè kìa. Nó ra hàng 5 cái comment luôn. Có không? Thằng đó có không?
Chỉ là không á. Ủa bộ không có đọc chữ hả? Rồi cái hồng đó ai chốt? Xuân đỏ cái này nè. Mà có đó là màu đỏ cam. Ta ghi body có ghi xuân có vàng đưa vô cái body. Đưa còn cái nào cái xuân đưa hai coi. Bây giờ xuân thì con còn được có ba màu thôi cô. Xuân xuân không phải mình còn mà. Để con coi còn màu gì nữa không? Còn màu hồng không? Màu hồng có chị kia lấy rồi. Bây giờ á là xuân lại còn màu màu tím cà nè. Màu tím cà. Màu xanh đen. Màu xanh đen, với lại là màu xanh ngọc hồi nãy mặc thôi. Nha, còn ba cái. Đó, cô Đặng Hạnh có muốn lấy thêm cái nào nữa thì lấy giùm con. Rồi 57 kg 1,5 m để con lên cổ treo cho cô lựa qua dân nha. Đợi con xíu. Còn không? Không còn, con đưa có màu hồng thôi, màu đỏ là có màu đỏ là cô lấy rồi. Khác kiểu. Rồi đây con có hồng nè, hai hồng này giống nhau ạ. Khác nhau. Rồi đây, con có còn hai con hồng nữa nè. Trời ơi, mọi nó ngái dữ kìa. Rồi đây, đầm hồng 1 giùm em. Nha, con đầm này đầm hồng 1. Phía sau nè, cực kỳ đẹp luôn. Đầm hồng 1. Ném mấy chút lộn người ta. Rồi con này đầm hồng 2. Rồi chị đã ưng đầm hồng nào chốt đầm hồng đó thì lên nha. Đầm hồng 2. Em có hai con hồng luôn. Đó, lấy xanh đen. Rồi ok, chốt xanh đen nha chị. Ok, chốt xanh đen. Có 130 thôi. Rồi lên cổ treo giùm con 57 kg. Đó, kế bên đó. Cái này là có đồ dây nữa nè, có mấy bộ nè. Đồ dây. Rồi đây cổ treo. Rồi đây cổ treo. Rồi vậy là tổng nhờ đơn cho cô Hạnh luôn đi mà ơi. Đây rất là đẹp luôn. Rồi đây và chị nào ưng thì chốt lên giùm em mấy chị nha. 5 bộ miễn ship đúng rồi cho cô ơi. 5 bộ con miễn ship cho cô luôn. Rồi đây. Rồi đây và chị nào ưng thì chốt cho em liền xanh dương. Đó, quần dài nha, có hai túi luôn. Rồi chị nào ưng con này ghi giùm em đồ bộ. Ghi giùm em là bộ 1 giùm em đi. Bộ 1. Bộ 1 nè. Đó, cổ treo giùm em ha. Em có size từ 75 kg về nhưng mà em đang lên size 3. Size 3 60 kg, 62 kg độ về, 60 kg độ về thôi. Nha. Size 3 60, 62 kg độ về. Rồi chị đâu thì chốt em con mã em đang mặc là mã số 1. Rồi con này mã số 2, cho mã lấy số 3 thêm không anh. Mã số 2. Đó, mã số 2 cho em. Rồi chị đâu thì chốt em mã số 2. Mã số 2, 60 kg đổ về mã số 2. Ôi, cô Quân Lê cô nói sọc, bây giờ cô đi ra luôn rồi, cô biết sọc gì chưa. Cô Quân Lê nếu mà còn xem thì cô có gì cô chụp cái bộ đó, cô gửi qua Zalo giùm con đi. Con coi còn bộ nào thì con lên cho cô lựa. Chứ giờ sọc nhiều quá, giờ con không nhớ sọc nào, không bán cho cô sọc nào luôn á. Rồi đây nè, rồi chị đã ưng chốt cho em liền con này mã. Mã số 3. Mã số 3 giùm em nha. Mã số 3, cái này là dây bản. Mã số 3. Mã số 3. Rồi mã số 4 giùm em. Mã số 4 cổ treo giùm em mấy chị nha. Mã số 4 cực kỳ đẹp luôn, qua dân rất là đẹp luôn. 60 kg, 62 kg độ về. Mã số 4. Đây dây đó nè. Dây cánh tiên ha. Rồi con này mã số 5. Cũng 130.000 một bộ luôn. Mã số 5. Mã số 5 giùm em mấy chị nha. Mã số 5. Ai ưng số 5 chốt số 5 giùm em. Mã 5. Cô Quân Lê là hai đầm mà xuân có là
cái gì không lên gì. Rồi tắm đi. Một đầm dạ hỏi 200, một bộ 150, một bộ 170, tổng cộng 780 hay chi? Không không ba bộ hả? Rồi đâu có ba cái vậy? Hai đầm xu 260, 103 là 260. Rồi tổng của dạ cô bao nhiêu? 780. 780 miễn ship nha cô Đặng Đặng Hạnh ơi. Của cô tổng cộng là 780. Rồi đây là chị đâu mình chốt cho em liền con này mã. Mã số 6. Mã số 6 130, đây chuyển lên. Ủa nó rồi. Rồi con này mã. Mã số 7, 60 kg đổ về mã số 7. 60 kg đổ về mã số 7 giùm em mấy chị nha. Bông qua văn rất là đẹp luôn. Mã số 7. Cái gì vậy? Rồi con này mã số 2, mã số 8. Mã số 8 giùm em. Đó 60 kg đổ về mã số 8 mấy chị muốn lên cổ treo sao bao nhiêu ký báo số ký giùm em. Rồi em còn 3 cái nữa là em hết rồi nha chị nha, nhanh tay chốt liền giùm em. Một bộ số 1 cho chị Loan. Bộ đang mặc đúng không? Ok. Rồi con này mã số. Mã số 9. Mã số 9 giùm em bản dây rất là đẹp luôn. Mã số 9 nha, mặc rất là mát luôn, quần dài. Rồi mã số 10. Mã số 10 giùm em cực kỳ đẹp luôn. Mã số 10 mấy chị nha, mã số 10. Mã 10. Rồi con cuối cùng là mã số 11 rồi. Chị đã ưng mã nào chút qua đó em 11 hả? 11. 11 cũng đẹp đó hả? Đó, 11 mặc lên là có mùa xuân liền. Đó rồi chị đã ưng mình chốt cho em mã 11. Rồi mã 1 này cho chị nè. Ok chị yêu, chị Long nè. Rồi chị nào muốn lấy mã nào nữa chốt vào đó nha em nha. Bộ đen bao nhiêu? Bộ đen đó là giá là 150 nha, đang sale giá 150. Nếu mà còn, em có size từ 67 68 độ về tùy theo chiều cao ha. Chị mấy chị muốn lên sale nhiêu ký mấy chị lên số ký chiều cao giùm em. Đầm dài màu hồng còn không? Đầm dài màu hồng em hết rồi, em chỉ còn được màu khác thôi nha. Đây đầm dài bây giờ em chỉ còn được có nhiêu đây màu thôi. Đầm dài. Đầm dài dạ hội 200.000, em đang sale giá 200, em còn màu vàng trên canh ha. Màu vàng. Màu đen. Màu đen, đó ưng màu nào chú đó, màu đen. Màu xanh đen. Màu đỏ. Hoa văn rất là đẹp nha. Một cườm kim sa rất là đẹp luôn. Màu xanh dương. Màu tím cà. Và màu tím than. Đó rồi, chị nào lấy màu nào chút vào đó giùm em. Dùng đơn một bộ số 8. Rồi ok, số 8 với chị Lo Nguyễn. Chị Lo Nguyễn không cần cho số điện thoại nữa nha. Em có luôn số điện thoại chị vô gọi nên chị không cần cho nữa. Sau này mấy chị có mua hàng thì là chị không cần cho số điện thoại nữa nha chị ơi. Cần chốt mã là ok. Rồi mã số 8. Số 8 đâu? Này. Rồi ok, số 8 chúc với chị luôn. Ok, mã số 8 chốt qua chị. Rồi ok chị yêu nè, hai bộ. Có bao đì màu nào nữa? Chốt thêm. Chị 59 kg đúng không? 59 kg mà đưa cho con cái đầm beo đi mà, đầm body beo á. Mình đang sale á. Body beo đâu anh? Nè, body beo nè. Đẹp lắm. Mẫu này em đang sale. Mà 58 kg. Bộ đen size 4. Dạ lên số ký giùm em đi mấy chị ơi. Lên số ký chiều cao giùm em đi. Rồi đây nè, 58 ký em còn cái đầm body này. Em còn cái đầm body này rất là đẹp luôn nha. Đầm body này chị là ưng thì nhanh tay chốt em đầm body bell. Đầm body bell đây. Đầm body bell nè. Bell này là bell 1, nó có đỏ đỏ nè. Bell 1 nó có đỏ đỏ nha. Còn cái này là body 2. Body bell 2, bell 2 là màu nâu, không có đỏ. Đó, body 2 không có đỏ nha. Rất là đẹp luôn. Đó, ưng body 1 hay là body 2 báo giùm em. 2 nè. Còn cái này là 1 nè. Đó, ai ưng nào thì chốt em ha, body. Sale cũng chỉ 130 thôi.
Hoa sen thì 120 thôi, 120, beo 120. Hồi nãy không nhớ là sale bao nhiêu nữa, hình như nãy sale 130 hay 120 không nhớ nữa, thôi bán 120 thôi. Ừ, cái body này còn màu xanh đen nè. Đây, hoặc là body này. Đây body hàng xịn nha. Body hàng xịn sale mấy chị 150 luôn đi. Em sale cho mấy chị giá 150 nha. Xanh đen. Đẹp quá. Còn đúng một con luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi, bên em là bao la bát ngát cho mấy chị ơi. Body beo 75kg vừa không? Dạ không. Body beo tầm cỡ 60-65kg đổ về thôi. Rồi đây xanh đen. Xanh đen quá chị nha. Xanh đen này thì 55-65kg mặt vừa, 150, chất giải u mì rất là đẹp luôn. Phơm dán của nó rất là đẹp nha, có chiếc ben luôn đó chị. Vô phơm dán. Em chưa kéo ra kéo nên cái này nó hơi còn bè ra nha. Kéo vô lại. Kéo vô á thì nó sẽ gọn lại nha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt cho giùm em. Hàng kích cườm luôn. 150 xanh đen. 70kg 1m6. Bộ đen 70kg 1m6 em hết rồi. Em chỉ còn size 67kg thôi. Bộ cánh tiên này em còn size 67kg đổ về thôi ha. Còn 70kg thì em còn nhiều mẫu khác. Đâu mà. Đây body nữa nè. Em còn 3 con body nhũ nè. Và đây ghi em là body nhũ nhũ vàng. Ghi em mã body nhũ vàng cực kỳ đẹp luôn. Body nhũ bạc giùm em. Giá 150 luôn. Body nhũ bạc rất là đẹp mấy chị nha. Phơm này tầm cỡ 65kg đổ về. Giùm em mấy chị nha. Rồi. Body nhũ vàng 65kg về 150, cực kỳ đẹp luôn, em xem 150 luôn mấy chị nha. Xem mấy chị 150 luôn. Body nhũ bạc. Mấy chị mặc lên thì đẹp hơn em đặt mềm mặc thôi mấy chị nha. Body nhũ bạc. Rồi con này body nhũ xanh. Body nhũ xanh. Sang lắm mấy chị ơi. Rồi body nhũ xanh. Ai ưng body nhũ xanh, chốt body nhũ xanh giùm em cực kỳ xanh, cực đẹp luôn. Nha, body nhũ xanh. Đẹp lắm, mấy ông body nhũ đẹp lắm luôn. Đó. Kỳ đẹp luôn, 55-65kg mặt vừa. Rồi em còn con cuối cùng là body nhũ. Body nhũ, nhũ tím. Đó, rồi còn con cuối cùng là body nhũ tím nha chị nha. Có chị nào xây lớn lớn xíu nó không? Em có cái này 70kg quá mà. Cái này nè. Rồi body nhũ tím. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Chị nào ưng thì chốt giùm em. Body beo, body tím, body nhũ tím, body nhũ bạc, body nhũ xanh. Rồi chị nào ưng thì chốt em. À, đẹp quá mà không vừa. Chị Nghi Lê. À, body xanh. Body xanh đen là nào? À rồi body xanh đen 150 cho chị Sương Nguyễn. Ok chị Sương Nguyễn. Đúng rồi, đây. Ok, body xanh đen cho chị nha. Đẹp lắm chị ơi. Dây kéo hàng xịn luôn á. Rồi ok cho chị nè. Rồi chị đã ưng nhũ chút nhũ nha, body nhũ. 150. Để em coi cái đầm này như không? Đầm cao cấp. Em còn có con hàng sale luôn cho. Body cao cấp nè. Đẹp lắm luôn, phẩm gầy á, em kiếm đầm này em bán mà không ra nè. Nó lộn xộn vô trong nguyên cái cây đầm hả mấy chị. Muốn tìm nó không có ra. Rồi phơm này em chịu hao cho mấy chị, em chốt cho mấy chị size 70kg đổ về thôi nha. Em chốt cho mấy chị 70kg đổ về. 60kg đến 70kg. 60kg đến 70kg mấy chị coi nè. Chị kia sẽ cao mấy 65, 75kg mặt dừa nha. Cái bộ này chị làm mà 75kg mà 1m65 là mặt dừa. Có hai lớp,
mà cái tà ở ngoài là nó sẽ nhọn ha, mấy chị mặc vô là nó sẽ gọn lắm nha mấy chị nha. Rồi đây rồi chị đã ưng chốt em đầm này, giá của nó là 180 luôn, em xem mấy chị giá 180, giá của nó là 250, em xem mấy chị 180 thôi. Rồi chị đã ưng chốt thì em 180 đó, 180 hàng đàn ha chị thấy không, hoa văn của nó là đính đá hết mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn, tay rất là gọn nha. 250 em xem mấy chị 180 rồi, chị nào lấy thì chốt em. Cái áo mà nó có đính cượm như vậy là em bán 220 rồi, mà cái giờ cái đầm em còn có đúng một con nhất thôi, em xem mấy chị 180, chị nào lấy thì chốt. Cái này là chị nào mà 60kg đến 70kg đều mặc vừa giùm em nha, 60kg đến 70kg là mặc vừa giùm em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn, rồi còn đúng duy nhất một con. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em, chị nào lấy thì chốt giùm em mấy chị nha. 60-70kg giùm em con này, cao cấp để riêng cho bán nha, để ở trong không biết đường lấy luôn. Nhiều nhiều chị hỏi xong cái nó có mà kiếm quà nó kiếm không ra, bởi vậy bây giờ mình phải treo phía ngoài để ai có hỏi mình đưa lên liền luôn. Đầm cao cấp 200 mấy đó, bán 180 là chắc lỗ luôn á, 200 nha, thôi lỡ là bán 180 thôi, lỡ lên giá rồi 180 là ngay lỗ vốn luôn á, lấy vô là nhập vô là 180 mấy ngàn rồi đó mấy chị, xeo lỗ luôn. Còn có con cái à, rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Rồi ok, rồi chị nào muốn lên mẫu gì nữa không em lên cho, còn không em xuống like luôn ha. Còn không may hẹn lại mấy chị, à tí nữa chị nào mà có đơn nhớ nghe máy để bên em chốt đơn mấy chị nha. Còn bây giờ mấy chị còn muốn lên mẫu nào nữa báo lên liền giùm em, báo lên gấp lên giùm em, muốn lên cái gì, lên đồ bộ cổ treo hay là đồ bộ gì mấy chị cứ báo giùm em sẽ lên cho mấy chị lựa nha. Em có áo lẻ luôn, em có áo lẻ, chị nào có muốn lên áo lẻ không em lên áo lẻ cho, hay là lên áo lẻ em cái đi rồi xuống like luôn nè. Rồi ok, em lên áo lẻ lên cho mấy chị luôn, áo lẻ em sale mấy chị nha, tất cả áo luôn, đem từng mẫu lên đây, mẫu sale trước đi, lên mẫu sale tay ngắn tay dài trước đi, tay ngắn tay lỡ trước đi. Rồi em lên mẫu sale nè, mẫu sale thì vậy á là size từ 50kg đúng không ạ, 50-55 tay ngắn 50kg đến 65kg luôn nha, tay ngắn với tay lỡ luôn đó vậy nha. Nhưng mà em bán sạch hết rồi, bây giờ em chỉ còn được có mấy cái thôi, để em mặc cho chị xem. Rồi em mặc cho mấy chị xem nè, mẫu này bây giờ em sale mấy chị nè, em sale luôn, cái này bữa hổm khách sĩ lựa trên like hết trơn rồi. Bộ sắc mắt ở trên là giá 130 mấy chị nha, bộ đó là bộ cổ treo, bộ cổ treo. Rồi đây, áo này bây giờ em sale luôn, 50kg đến 65kg mặc vừa giùm em. Rồi chị đã ưng thì chốt thì giùm em con này, ghi giùm em mã, ghi giùm em là em sale với chị là giá 90k luôn, giá 90 cành. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em, quá trời xuất sắc luôn. Ghi giùm em mã vàng 1 nè, em còn được có đúng duy nhất 4 màu, 4 áo luôn, duy nhất 4 áo luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em vàng 1. Rồi con này là mã vàng 2, mã vàng 2 cực kỳ đẹp luôn, sale với chị 90k, xem cho mấy chị 90k luôn. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em. Đồ bộ Lệ Thủy ơi, chị lên xuống ký dù cao giùm em đi chị. Chị Lệ Thủy lên xuống ký dù cao giùm em đi. Rồi đây màu trắng giùm em, đẹp lắm, ở ngoài màu trắng, cái này là gọi trắng tinh nha, chứ mấy chị mặc trắng sữa nhiều khi mấy chị giặt dài nước cái nó cũ. Còn cái này mà giặt rồi nó cũng trắng à nha, nhưng mà nó không giặt với độ màu rồi được rồi nha. Còn màu trắng này là trắng tinh, mặc rất là sang luôn, mặc chung với quần đen hay là quần màu gì mặc cũng sang hết trơn á. Rồi màu hồng, tay ngắn hồng 90k, ghi em là mã áo 90 kèm màu đó, và màu xanh dương. Còn bốn áo thôi, bốn áo ba màu, bốn áo bốn màu, năm màu chứ, bốn năm màu, bốn màu mà năm áo. Rồi đó chị đã ưng chút em, vàng là em chỉ có hai con á, vàng em hai con. Rồi ok, bây giờ em qua tay lỡ nè, tay lỡ này em sale cái diện 100.000 luôn, chị nào lấy thì chốt cho em, sale sạch sạch xanh hết mấy chị ơi. Em bán sạch hết rồi, gì còn được có nhiêu đây mẫu nữa thôi. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền tay lỡ ha, phơm này 50kg đến 65kg. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền đó, ghi em tím hang tay lỡ. Rồi ra ngoài lấy thêm đi, tím hang giùm em, ai ưng tím hang chốt tím hang. Màu trắng, màu trắng một giùm em, trắng một là cái hoa văn này nha mấy chị nha, trắng một nè, 64
ký, cao 1 mét. Rồi trắng 2 rồi, hình chiếc lá, hình chiếc lá đó chị nha. Trắng 2 rồi, xanh dương. Xanh dương giùm em, xanh dương là qua văn này nha. Xanh dương, xanh dương giùm em là áo 100, áo lỡ 100 xanh dương. Rồi vàng 1, vàng 2. Rồi chị đã ưng vàng nào chút vàng đó em. Và con mặc là màu tím than. Một áo xanh dương 59kg cho chị Sương Nguyễn. Ủa, áo xanh dương, áo xanh dương ngắn đúng không? 90k. Ok chị, áo xanh dương ngắn 90k cho chị Sương Nguyễn. Ok chị yêu nè, rất là đẹp luôn. Đây lên 140 giờ các chị ở trên nè. Rồi ok, để em lên cho chị gì? Đồ bộ Lê Thị. Đây là 75kg đó chị, là 75kg không? Em có áo 75kg luôn nè, để em lên cho. Rồi chị nào lấy thêm mẫu sale này thì bảo em nha. Em còn có mấy áo rồi, lấy giùm em luôn đi. Cái bộ cổ treo màu đỏ hồi nãy đó mình còn á. Đây là 75kg, em có áo này nè, chị nào lấy thì chốt cho em. Em còn có hai áo đem sale, tại vì cái này là có nhiều màu nhưng mà giờ em còn màu đen không à. Em còn màu đen mà nên em sale ghé với chị là 104 á. 100 nhiêu quên rồi. 130 thôi. 130 thôi. Nha sale với chị 130 thôi. Rồi đây rồi chị đã ưng chốt em chất vải so nên cao cấp hàng loại 1 là cái này luôn ha. Mặc hoài luôn, tại vì cái này là em còn lẻ size nên mới sale. Rồi đây em còn nè, ghi giùm em mã kim sa, áo kim sa. Áo kim sa đen đỏ, áo kim sa đen vàng. Rồi chị đã ưng đen nào chốt đen đó liền em ha. Áo kim sa đen đỏ và áo kim sa đen vàng. Đó, ai ưng áo kim sa nào chốt kim sa đó giùm em nha. Form rất là sang, rất là đẹp luôn, mặc rất là sang mấy chị nha. Giá 130 chị ơi. Áo dây em đang mặc là bán giá 130. Chị Hoa Phùng này em có 5 mã, chị lên chút ký chiều cao giùm em, tôi em lên cho chị xem. Rồi đây 75kg đổ về em có mẫu này nè. Cái áo kiểu này nè, cực kỳ đẹp luôn. Ơ, hai cái áo trên đây là 180 đó chị nha. 180 form nó là bao nhiêu ký? 55kg. 50kg đến 60kg. 50kg. 60kg là hai con đó. Hai con này là 50kg đến 60kg nha. Hai con trên đó. 75kg về á. Nhưng mà em cũng có size luôn. Hai con treo là hai con size 3. Hai con size đó là size 60kg độ về, 50-60kg. Còn mấy chị nào mà muốn lên size lớn nữa thì em trên đây cái mẫu 180 em cũng còn size luôn ha. Em còn mấy cái size khác luôn. Rồi đây con này ghi em là mẫu cao cấp. Ghi em là mã cao cấp đỏ, mã cao cấp, mã cao cấp đen. Bán cho mấy chị giá 130 luôn đi. Nha, bán mấy chị giá 130 luôn. Cao cấp đen và cao cấp đỏ, chị là ưng cao cấp nào chốt cao cấp đó giùm em mấy chị nha. Cao cấp đen và cao cấp đỏ cực kỳ đẹp luôn. Còn cái cánh tiên nữa cho ba. Cao cấp đen và cao cấp đỏ 75kg độ về mặt giường. Cái cánh tiên nó đẹp quá đó. Qua lấy cái cánh tiên luôn đi. Ừ. Đây nè, mẫu giống phía trên nè mấy chị. Mẫu này giống phía trên. Ủa cái mẫu 150 rồi ta. Không có lấy hả? Lấy từ từ. Rồi mấy cái đó là làm sao là không có được đúng không? Mày nhiêu hơn? Tay ngắn hơn? 90. Vậy có đồ bộ ống rộng luôn nha chị Kim Chi Huỳnh Thị ơi. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt em. Đợi chút xíu em lên đồ bộ size 64 tí cho chị. 75kg đổ về. Em có xanh dương, ở trên đây là size 60kg. Cái này là xanh dương, này là 75kg luôn nha. Đó em có nè. Ghi cái này là 180 màu xanh dương. 180 form này em có size 75kg đổ về, 75 80kg 90kg đổ về luôn ha mấy chị nha. Rồi đây em có nè màu đen. Đen xanh đó, 75kg độ về là có đen xanh, màu hồng, màu đỏ 180 nha, 75kg độ về, màu đen tím, màu đen hồng đó, đen hồng này là có size 60kg độ về luôn. Và cuối cùng là màu đen nâu, màu đen nâu ý, đen nâu này là 220, ý đen hồng cũng 220 luôn hả, đen hồng 220 luôn đó chị ơi, đọc lộn. Đó là xanh riêu, xanh riêu là có size 60kg độ về luôn. Đây nè, cái size này là size 65kg nè chị.
Cái này là có 5 màu, giờ còn thiếu màu gì? Thiếu màu tím nho. Bé màu tím nho. Đồ cổ treo 60kg, mét 59 mặt vừa không? Vừa chị ơi, vừa nha chị Nguyên Kim ơi, để em lên cho chị. Còn đây nè, form này 55kg đến 65kg mặt vừa dùm em 150. Mẫu này hàng mới luôn, 55kg, ký dùm em mã 150. Mã 150 em có màu da, màu da, màu xanh dương, màu đen, màu đen, với lại là màu tím nho, em có 5 màu. Rồi mã 150 này em có 5 màu với chị nha, với màu đỏ đang mặc luôn. Rồi 150, 150 dùm em. Rồi bây giờ em qua bên, rồi không chị nào lấy áo nữa em qua nha mấy chị nha. Em qua cổ treo, cổ treo cho các chị nào. Rồi chị Kim, chị Nguyên Kim là chị 60kg, là chị mặc size 3. Mặc size 3 đợi em xíu đi. Size 3 cái này trên đây, cho size mấy vậy? Cái nào? Cái đó size 2 thôi. Size 3 mình còn không? Size 3 còn. Rồi để em lên size 3 thì Kim Nguyên nha. Bây giờ em lên cho cái chị ở phía trên cái đã. Ở chị phía trên con màu đỏ này cũng còn luôn á. 60kg đẹp cũng còn luôn. Rồi 64kg là còn luôn. Còn hết. Chị chơi tên gì? Ở trên đây ẩn comment rồi đọc cái tên đi. Đồ bộ Lệ Thủy. Chị đồ bộ Lệ Thủy nè. Đây này chị ơi, cổ treo. Bên em là có bỏ sỉ nha. Chị nào muốn lấy sỉ với chị kết bạn Zalo 0774842263 giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt em con này. Size này là size size số 4 nè. 67 67 68 đổ về tùy theo chiều cao mấy chị nha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt em con này mã số 1. Nha, cổ treo mã số 1 giùm em. Mã số 1 form rất là đẹp luôn. Mã số 1 nha. Mã 1. Mã số 1 nè. Rồi mã số 2. Đó, cực kỳ đẹp luôn đó chị nha. Mã số 2 130 một bộ thôi. Em có size từ 75kg độ về luôn. Có size từ 75kg độ về. Mã số 2. Chắc thùng tư hoa đẹp lắm chị ơi. Mã số 2 mấy chị nha. Mã số 2. Mã số 2 giùm em. Mai ưng số 2 chút. Mã số 2 giùm em cực kỳ đẹp luôn. Mã số 2. Rồi con màu đỏ phía trên nè. Mã số 3. Màu đỏ phía trên là mã số 3. Rồi con này mã số 4. Cổ treo mã số 4 giùm em. Cái này là có thể chỉnh qua chỉnh lại nha. Mấy chị mặc vô là nó sẽ nằm trong giữa nha mấy chị nha. Rồi con này mã số 4 giùm em. Mã số 4 qua văn rất là đẹp luôn. Mã số 4. Rồi con này mã số 5. Mã số 5 giùm em. Mã số 5. Đó, ưng mã nào số mã đó giùm em. Đó, qua văn, lựa qua văn giùm em nha. Rồi con này mã số 6. Mã số 6. Rồi con này mã số 7. Rồi con này mã số 7 giùm em. Con này là mã số 7. Mấy chị kết bạn Zalo đi. Bên Zalo em đăng rất là nhiều luôn. Cho mấy chị lựa cho dễ, em chụp từng bộ mà chụp cho mấy chị xem luôn á. Rồi con này mã số 8. Mã số 8 nha. Bên em có bỏ sỉ, chị nào muốn lấy sỉ mấy chị kết bạn Zalo giùm em. Cho sỉ có thể là lựa trên like giùm em luôn nha. Bên em cho lựa trên like luôn. Rồi đây con này mã mã số 9. Mã số 9. Rồi. Mình còn ở đây nữa thôi đúng không ạ? Em thì lên đây em chỉ lên được có một phần nào thôi, chứ giờ còn nhiều lắm, lên không hết nổi đâu. Rồi con này mã mã 10. Rồi con này mã 11. Con này mã 11 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Họa tiết rất là đẹp luôn nha. Mã 11. Rồi con này mã 12. Con này là mã 12 cho em mấy chị nha. Mã 12. Rồi con này mã 13. Con này là mã 13. Rồi em lên con cuối cùng là mã 14. Rồi chị đã ưng mã nào chút vào đó giùm em. Ưng mã nào chốt mã đó giùm em nha. Rồi lên xe 3 giùm con đi mà. Lên xe 3 cho chị Kim Nguyên cái đi. Đây xe 3 có cái đồ này luôn. Xe 3 là có bộ đỏ phía trên nha.
Size 3 là em có bộ đỏ treo phía trên luôn. Có chị nào muốn lấy bộ đó thì ghi đây là bộ đỏ đi. Rồi chị nào lấy bộ nào chốt bộ đó cho em. Chị ở phía trên nè, chị tên gì? Đồ bộ Lê Thủy. Đồ bộ Lê Thủy nè, chị có lấy mẫu nào thì chốt để nó nha. Size 3 với chồng áo gì đó. Đúng không? Và đây size 6 số ký thôi chị ơi. Chị Kim Nguyên ơi, chị Kim Nguyên còn xem không, trắng giùm em một trắng đi chị. Chị Kim Nguyên còn xem trắng giùm em một trắng đi. Em lên em giờ còn nó thôi đừng nữa. Rồi đây con này mã nói không anh. Rồi con này mã 15. Mã 15 giùm em. Chị Nguyên Kim ơi, chị còn xem không? Còn xem chấm chấm lên cho em thấy giúp chị nha. Rồi đây con này mã 15. Nó 60kg đây. Mã 15 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Mã 15. Ưng mã nào chốt mà nói cho em. Rồi ok em thấy chị rồi nè. Rồi con này mã 16. Mã 16 giùm em, hai ưng 16 chứ 16 bỏ cái này vô luôn. Rồi con này mã 16 giùm em. 16 là trắng đen cực kỳ sang luôn. 16. Rồi 17 shop vô con cánh tiên rất là đẹp luôn. Mười mấy? 17. 17. Nè kia con này luôn đi. Rồi con này mã 18. 18 giùm em. Mã này là mã 18 cực kỳ đẹp luôn. 18. Rồi con này mã 19 cánh tiên nha, mã 19 cánh tiên. Mã 19. Rồi em lên tiếp là mã 15 cho chị Sương Nguyễn. Chị Sương Nguyễn bao nhiêu ký? 59kg rồi, ok cho chị Sương Nguyễn mã 15. Ok chị Sương Nguyễn rồi 60kg đổ về, ghi em con này mã 20. Mã 20. Mã 20 cho em với chị nha, mã 20. Chị ơi chị cao cho chị bộ đồ bộ Lê Thủy nè. Chị cao mấy 55 là chị thấy bận size 3, size 4 chơi. Mặc size 4. Tại vì cái con bên em rất là nhỏ. Rồi đây là chị nữ người chốt em con này mã 21. Mã 21. Mã 21 mặc đẹp quá nè. Mã 21 nha, 21 cực kỳ đẹp luôn. Tại vì bên em á là chỉ bận, chị là bận số 2 thôi. Nếu mà cam 4 tiếng của số 2 và số 3 thôi. Còn đồ bông thì nó xíu mà. Đồ bông nhỏ, đồ bông nhỏ. Chị mặc mờ nếu mặc số 3 thì nó ôm quá. Ôm lắm chị. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền con này. 22. Mã 22. Chị đó. 60kg 22 mà về mà chị nói trời ơi, bán đồ giống như nít vậy nó xíu à. Mà trong khi em bận cười. Tại vì phơm này là phơm thiết kế nên nó xay nó hơi nhỏ chút xíu. Rồi đây chị nào mà hít mặt thoải mái thêm nữa thì lên nâng xay lên nữa, em còn chưa thích em gì đó. Rồi con này mã 23. 23. 60 kg đổ về nha, đang lên xay 60 kg đổ về mã 23. Rồi con này mã 24. Rồi con này mã 24 qua văn rất là xinh luôn đó chị nha. Mã 24. Rồi con này mã 25. Con này là mã 25. Rồi con này là áo dây bản nha mấy chị nha. Rồi con này mã 26, quần dài hot nha mấy chị nha. Mã 26. Còn 3 bộ nữa em qua mẫu. Rồi mã 27. 27 giùm em, qua văn rất là đẹp luôn. Mã 27 mặc rất là đẹp nha chị nha. 27. Rồi con này mã 28. Con này là mã 28 mấy chị nha. Có chích 4 men mấy chị luôn. Nên mấy chị mặc rất là thoải mái, rất là ôm dáng, rất là đẹp luôn. Đang mặc là chờ chất phụng tư qua đây, giá 130 bộ nha chị ơi. Giá 130 bộ thôi. Rồi con cuối cùng nè. Phụng tư qua đẹp lắm mà phơm cũng đẹp mã, nữa. Mã 29. Mã 29 rồi, chị nào ưng mã nào chốt qua đó em, mã 29. Có bạn trước bên sau luôn, giống như bình hoa dài vậy đó. Rồi chị nào lấy mã nào chốt qua đó cho em nha. Ưng mã nào chốt mã đó. Đang like đồ bộ chứ không phải áo nha chị Hồng Dung ơi. Đồ bộ quần dài ấm ơi chị ơi. Quần dài. Chị đồ bộ Lê Thủy này chốt mẫu nào thì lên cho em đi chị ơi. Rồi mã 22, mã 25 chốt cho chị Trúc Linh, ok chị nè. Ok mã 15 với chị Sương Nguyễn luôn. Rồi chị nào lấy thêm mã nào nữa chốt em. Chị nào mà chưa biết mặt hàng bên em như thế nào mà chị cứ mua thử một lần đi. Nếu mà mặc được ok cái dáng, mua lần đầu thấy ok cái dáng, mấy chị cứ mấy người cứ mua ủng hộ em tiếp tục nha.
Tại vì nhiều khi mấy chị mới á, nên mấy chị không có thể nào mấy chị biết được cái form dán bên em như thế nào. Mấy chị còn phân vân nên mấy chị còn chưa có mấy chị còn không có dám mua đó. Bởi vậy mấy chị phải liều một phen, mấy chị hãy mua một lần đi. Bên em là cho kiểm tra hàng trước khi nhận luôn ha mấy chị nha. Mã 26 thì chị cẩm liên. Rồi mã 26 chị cẩm liên. Ok nằm chị coi. Thủy này chị chốt thử bộ đi chị. Về có lộng chút xíu thì chị bớt vô chút xíu không có sao hết. Đúng rồi. Nhưng mà sáng 4 kg mẹ em bao chị là số 4 thôi. Số 4 thôi. Chứ mặt xây số 3 là nó lại chật. Số 3 thì em chỉ chốt cho tầm người 62 kg về thôi. Còn xây số 4 là em chốt cho tầm cỡ 67 68 kg về thôi. Ngang qua chưa co giãn có 76 đó chị. Dòng eo 76 nha chị nha. Đo qua chưa co giãn là 76. Rồi chị đầu ưng mã nào chốt mã đó. Rồi bộ đỏ trên chốt cho chị Lệ Thủy nè, lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Co giãn ra được 90 luôn á, nên là 64 kg là chị vẫn có vừa đâu. Rồi ok bộ đỏ phía trên nè. Rồi ok. Lấy xe 4 cho chị là được. Nó xe 4 thôi. Số điện thoại luôn chị ơi. Rồi lên giúp em số điện thoại nha. Rồi còn chị nào lấy hay mặt hàng nào nữa báo lên giùm em nha. Em có áo lẻ, cổ treo, áo dây, áo có tay. Đó, đầm dạ hội, đầm bộ cắm tiên, bộ cổ treo. Có thấy đường đi bài không? Sao mình đi nó nhắn ra? Con ở trên này con không có thấy gì chứ. Đây. Đó, lên số điện thoại giùm em. Mặc thử đi. Ok, ủng hộ em tiếp. Bao đẹp luôn. Chị nào muốn lấy sỉ thì cứ inbox bên Zalo giùm em nha. Zalo là Lê Thấm 0774842263 giùm em mấy chị nha. Ý tại vì mình vô nhóm nên nó duyên vô cái quần áo siêu rẻ hư hư mình không thấy. Là vô cái nhóm chứ đâu phải là vô trong cái trang. Mẫn chứ không phải là trôi. Em thấy số điện thoại của chị đồng bộ Lệ Thủy nè, ok chị nè. Rồi ok nè coi. À, chị Lệ Thủy có muốn lên thêm cái gì nữa không chị Lệ Thủy? Muốn lên thêm mẫu nào nữa không em? Báo em đi em lên đây chị nha. Em báo em lên cho chị nè. Bây giờ chị coi chưa? Lên rồi vô rồi. Đó rồi chị nào lấy thêm mẫu nào nó báo lên giùm em, còn không em xuống like ha. Ngày mai 11 giờ rưỡi em like tiếp tục ha mấy chị nha, mấy chị nhớ đón xem nha. Chị nào mà nãy giờ có chốt đơn rồi thì tí nữa em đi đơn, tí nữa em điện thoại em chốt đơn cho mấy chị nha. Nên mấy chị nào mà nhớ là nghe máy và nhận hàng nha mấy chị nha, nghe máy và nhận hàng giúp em. Còn màu gì nữa ta? Màu xanh đó nè, chị có lấy thêm một bộ màu xanh đó không chị? Em còn màu xanh, màu nâu cái gì á. Màu xanh dương với màu nâu đẹp lắm, cái màu này. Còn hai màu nè, có lấy thêm không? Đây con có màu, em có màu xanh dương nữa nè. Em bao dừa cho chị luôn. Bao dừa luôn. Đẹp lắm. Xanh dương. Còn mà chị mặc đồ màu so len bên em thì chị mặc size 2 thôi nha. Đồ màu so len bên em là chị mặc size 2 thôi. Tùy theo cái form mà em máy. Bởi vì em thường là xin khách em là số ký chiều cao. Tại nhiều khi khách em cứ lên mấy chị mấy cô mấy chị không có cho số ký chiều cao, mấy chị cứ kêu lên size không à. Nhưng mà bên em rất là nhiều size, mỗi xưởng là mỗi size khác nhau. Đây. Màu này là màu tím nho nè. Tím rượu. Đó, chị có lấy thêm màu nào nữa không? Lấy thêm thì báo em nha. Lấy thêm thì báo em. Rồi, có chị nào lấy thêm màu nào nữa không thì báo em nha. Thank you.
chúc cho chị Lệ Thủy luôn. Rồi ok, xanh dương chúc chị Lệ Thủy nha. Đẹp lắm chơi. Về là bao ghiền luôn. Rồi có chị nào lấy thêm mẫu nào nữa báo em nha, còn không em xuống like luôn đó chị ơi. Tới giờ em xuống like rồi. Em có ghi bài cái Zalo đó chị kết bạn đi, rồi có gì chị lựa mẫu thêm bên đó cũng được nữa. Tại vì về là thường em đăng bên đó từ bộ, tại vì em lên trên like thì nó sẽ không có lên đầy đủ. Còn chị nào muốn là tìm hình đầy đủ, tìm qua văn đầy đủ mà chị kết bạn Zalo, lựa trên Zalo là có qua văn đầy đủ. Còn ở shop em thì em lên em like thì á, nhiều khi em lấy không có đầy đủ qua văn nha. Rồi có gì mấy chị kết bạn Zalo giùm em nha. Lê Hấm là mẹ em mấy chị nha. Em đăng bên Zalo mà bên Facebook đó, bên Facebook nó bị mất tương tác quá nên em không có đăng bên Facebook nhiều. Em đăng bên Zalo thôi. Chị nào mà muốn mua mặt hàng hoặc là mấy chị á, đơn hàng cái trục chặt hoặc là khách sỉ rồi mấy chị kết bạn Zalo, mấy chị thông báo bên Zalo ha. Bên Zalo thì có người trực tiếp 24/24, còn mấy chị bên Facebook nhiều khi mấy chị nhắn tin bên em không thấy nha. 11 giờ rưỡi ngày nào em cũng có like chứ á, nên mấy chị nào muốn xem like bên em thì mấy chị nhớ là 11 giờ rưỡi vô đóng xem nha. Còn tí nữa mấy chị nhớ nghe máy giùm em. Rồi bây giờ mấy bye mấy chị nha, mấy bye mấy chị, ngày mai hẹn gặp lại mấy chị nha. Có gì mấy chị kết bạn Zalo giùm em nha mấy chị nha. Hả? Chị Hằng Ngô ơi, lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Chị Hằng Ngô hả? Chị Hằng Ngô đỏ vàng. À đỏ vàng là bộ này là cổ treo là 130.000 chị nha. 130.000. Đó chị ưng thì chị chốt giùm em, chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi. Lên số ký giùm em đi. Bộ đó nhiều người thích lắm luôn đó mấy chị. Lên giùm em cái số ký chiều cao đi rồi em tư vấn qua văn lên cho chị, hoặc là mấy chị kết bạn Zalo thì mấy chị lựa Zalo cũng được. Hả, cái nào? Chị Nguyễn Liễu đó, mày thấy bình luận nè. Nguyễn Liễu, trên đây con không comment, con đâu thấy đâu. Không, cái bên dưới. Ừ. Không thấy. À, chị Nguyễn Liễu thấy rồi nè. Đấy, bộ đỏ mình còn số 3 đó. Rồi, bộ đỏ mình còn số 3 nè, ok nè. À, bộ mới cầm lên 60kg và khó thì trời ơi, bây giờ ẩn comment không thấy. Bộ để ở đó. Có. Dạ còn nha, rồi ok, chốt với chị Nguyễn Liễu, bộ đỏ 60kg nè, hình như là nãy còn một con. Rồi đây. Ok chị yêu nè, em còn size 60kg đây. Ok chị nha. Ok chị Nguyễn Liễu. Lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Tôi vừa không. Đẹp lắm luôn. Cái con đó là em chỉ còn bộ size 2 nữa hết rồi. Rồi ok cho chị Nguyễn Liễu nè. 50-55kg là hết. Rồi chị Nguyễn Liễu ơi, chị có muốn lên qua thêm đậm mua thêm không chị? Có muốn mua lựa thêm không em lên cho? Làm sao vậy, hay vậy chỉ em với mấy chị ơi, chị nào mà sụt cân chỉ em với làm sao vậy. Chị ở trên máy này hai máy đều ẩn comment, bây giờ em khó đọc quá trời luôn rồi. Chị chắc chắn cho lên nhiều em đi mấy chị ơi. Rồi máy trên còn ai xem không mà kiểm tra đi. Còn không còn ai comment không? Chị thằng Ngô với máy dưới có hot ra hot nè. Rồi giờ em xuống like mấy chị nha. Em xuống like đi, ngày mai em gặp tiếp với chị. Để em xuống like một chút đơn mấy chị nha. Rồi bye bye.